cô sinh viên ăn bánh mì trong nhà ăn của trường quý tộc nên bị bạn bè giàu có châm chọc. Họ nói mình chắc chắn sẽ không ăn loại đồ ăn rẻ tiền như vậy, còn chê Sarah không mua nổi đồ ăn trong nhà ăn. Không ngờ ngay hôm sau, Sarah lại ngồi trên chiếc xe sang dài hơn 8 mét đến trường. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò về phía chiếc xe sang trọng. Sau khi chiếc xe đi vào cổng thì dừng lại. Sau đó tài xế xuống xe mở cửa cho Sarah. Cô bình tĩnh bước từ trên xe xuống. Cô bạn giàu có nhìn thấy người đi xuống là Sarah thì vô cùng bất ngờ. Đến cả hot boy trường cũng tháo kính xuống nhìn trộm cô. Mọi người đều đang đoán xem Sarah là tiểu thư nhà quyền quý nào thì Sarah lại đi đến nhà ăn. Dirikic cảm thấy tò mò về thân phận của cô, thế là cô ta và hai bạn học đi gặp Sarah. Họ tìm được chỗ Sarah ngồi. Hai cô bạn đi cùng lập tức đi lên, đưa cho cô một tấm vé mời tiệc từ thiện, muốn mời cô đến tham dự. Khách có thể tham gia đều xuất thân quyền quý nên một tấm vé mời đáng giá cả trăm triệu. Ai ngờ Sarah lại từ chối. Cô nói tiền của mình đều dùng để chăm sóc động vật lang thang hết rồi. Điều đó khiến ba người kia càng thêm chắc chắn cô là con nhà giàu. Thấy Sarah lại ăn bánh mì, họ cũng chỉ nghĩ là cô đang tiết kiệm. Nhưng sự thật là Sarah không phải con nhà giàu mà nhà con rất nghèo khổ. Để trả đủ tiền học, mỗi ngày cô đều phải đến khách sạn làm người lau dọn. Hôm đó cô nhặt được chiếc túi của một ông chủ giàu có. Bảo tiêu của ông ta đến tìm thì cô bắt anh ta chứng minh túi là của mình theo quy định của khách sạn. Nhưng thái độ của bảo tiêu lại rất cứng rắn, muốn giật lấy chiếc túi. Lúc này, ông chủ kia kịp thời đi đến, thay bảo tiêu của mình xin lỗi cô. Sau khi ông ta lấy chứng minh nhân dân ra, cô mới đưa túi cho. Ông ta rất hài lòng với thái độ làm việc của cô. Khi biết cô còn phải đi học mà sắp tới trễ, ông ta lập tức lệnh cho bảo tiêu lái xe đưa cô đến trường. Ban đầu cô định từ chối ý tốt của ông ta nhưng khi ông ta nói làm vậy là để xin lỗi chuyện lúc nãy thì cô lại nghĩ dù sao mình cũng sắp tới muộn rồi nên đã đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy bảo tiêu mở cửa chiếc xe sang trọng dài hơn 8 mét, cô vẫn có phần kinh ngạc. Anh có nhầm lẫn không? Không hề. Chúng ta ngồi xe này đến trường thật à? Thưa cô Sarah, nếu cô không ngồi tôi sẽ bị ông chủ phạt đó. Ngồi trên xe, Sarah không nhịn được ý cười trên mặt. Rõ ràng cô rất thích cảm giác này. Nhưng cô không muốn khoe khoang. Cô bảo bảo tiêu dừng ở chỗ không có ai để mình xuống. Nhưng không ngờ anh ta lại đi thẳng vào bên trong trường. Nhưng chính ý tốt của ông chủ giàu có đã khiến cô trở thành nhân vật tai tiếng trong trường, thậm chí còn lên cả tiêu điểm của trường. Điều này đã vô tình đem đến cho cô không ít thù hận. Sau sự việc đó, để cảm ơn cô, ông chủ kia còn đến tìm ông chủ khách sạn khen ngợi cô rồi để lại một phong bì dày. Biết chuyện Sarah chăm chỉ làm việc nên thường đi học trễ, ông chủ liền sắp xếp xe khách sạn đưa cô đi học. Không ngờ điều này lại khiến cô gặp một rắc rối lớn. Xe của khách sạn và xe cậu ấm nhà giàu đụng độ nhau. Mặc dù là xe của Sarah đến trước nhưng đối phương lại là người có tiền. Ngôi trường này chính là gia đình anh ta mở, vì thế nên thái độ của anh ta với cô rất cục cằn. Anh ta bảo cô lái xe tránh ra, mình sắp muộn học rồi, nhưng cô vẫn không nhường. Hai người bắt đầu cãi nhau. Nhanh đem cái xe đó đi, tôi phải đi rồi. Sao anh lại bắt chúng tôi nhường chứ? Rõ ràng chúng tôi đến trước mà. Tôi không nhường đó. Cảnh này đã bị các bạn học quay lại rồi đăng lên mạng với tiêu đề cô tiểu thư bí ẩn và người thừa kế tài phiệt. Thế là Sarah lại lên tiêu điểm một cách khó hiểu. Bảo vệ thấy hai người không ai nhường ai thì vội đi lên ngăn lại. Nhưng anh ta không dám bắt nạt ai trong hai người. Một người là cậu chủ trường học, một người là cô tiểu thư thần bí. Hơn nữa hôm qua Sarah còn ngồi chiếc xe sang trọng đến trường, chắc chắn gia đình cô rất có điều kiện. Cuối cùng bảo vệ quyết định từ bỏ xe lim, bảo hiệu trưởng là anh rể của anh sắp tới rồi, nghe vậy anh biết không thể làm to chuyện. Thế là anh bảo đàn ông không chấp phụ nữ rồi quay người lên xe. Cuối cùng, trận chiến này kết thúc vì xe lim chịu thỏa hiệp. Đúng là đồ tự kiêu tự đại. Còn Birikik vẫn luôn thích thầm xe lim cũng thấy video hai người cãi nhau. Không hiểu sao cô ta vô cùng đố kỵ với việc Sarah cãi nhau với Selim. Cô ta vội vã chạy tới lớp tìm Selim hỏi anh có chuyện gì. Selim không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, thế là đứng lên đi tìm Sarah nói rõ mọi chuyện. Nhưng anh vừa ra cửa thì đụng phải cô gái tóc trắng. Selim không muốn gây rắc rối nữa nên vội quỳ xuống nhặt sách giúp cô. Các bạn nhìn vậy thì vô cùng kinh ngạc. Cả cô gái kia cũng đứng hình. Đây không phải là cậu ấm nhìn người bằng nửa con mắt sao? Còn Selim nhặt sách cho cô gái xong còn nói một câu xin lỗi sau đó quay người rời đi mà không để ý cô gái vẫn đứng ngây người. Anh tìm thấy Sarah trong thư viện. Anh hỏi cô video chúng ta cãi nhau đang rất hot, phải làm sao bây giờ? Anh nói rõ ràng cuối cùng tôi nhường cô mà người ta lại nói tôi bắt nạt một cô gái. Nhưng Sarah lại nghĩ khác, cô bảo rõ ràng chúng tôi đến trước. Anh nhường chúng tôi là đương nhiên nhưng anh lại cậy thế ép người. Video nói đúng sự thật thôi. Nếu anh không thích nghe lời nói thật thì người bên cạnh anh đều là kẻ ngốc, tìm họ đi, đừng làm phiền tôi nữa được không? Được thôi. Sự thẳng thắn của Sarah đã thu hút sự chú ý của bạn thân Selim là Birak. Anh ấy chặn Selim lại, bảo Sarah là kiểu mình thích, bảo anh không được cướp tình yêu của mình. Selim bảo cậu yên tâm, sau này tôi không nói với cô ấy câu nào nữa đâu. Nhưng không ngờ Selim bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng. Hiệu trưởng nói thành tích của anh dạo này quá tệ, gần như môn nào cũng điểm thấp khiến cha anh rất bất mãn. Thế là hiệu trưởng quyết định tìm một sinh viên có thành tích tốt phụ đạo cho anh. Nghe thấy cha tức giận, Selim cũng không dám từ chối. Nhưng khi anh nhìn thấy người đi vào, anh liền ngây người. Vốn tưởng lần này chỉ là gặp gỡ tình cờ, ai ngờ hiệu trưởng lại bảo cô phụ đạo cho anh.
Bởi vì từng cãi cọ nên hai người không vừa mắt nhau. Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Edray chưa tỏ thái độ thì Selim đã không vui vẻ. Anh nói với cô rằng chúng ta nhìn thế nào cũng không hợp nhau, đây là yêu cầu của cha anh nên anh không tiện từ chối. Anh nhờ cô nói với hiệu trưởng rằng họ không thể học với nhau được. Nhưng Sarah lại bảo mình là học sinh ba tốt, sẽ không từ chối yêu cầu của hiệu trưởng. Thấy cô có vẻ tức giận, Selim cũng hiểu cho dù không thay đổi được yêu cầu của hiệu trưởng thì cũng không thể làm quá căng được. Bỗng nhiên anh hỏi cô rằng có phải họ gặp nhau ở đâu rồi không? Sarah sững người, lẽ nào anh biết người ở khách sạn là cô sao? Nhưng ngay sau đó cô đã thở phào nhẹ nhõm. Selim lại bảo với cô, tôi nhớ ra rồi, có phải cô từng theo đuổi tôi không? Anh đang nằm mơ hả? Thì ra cô cũng biết cười, lúc cười cũng lộ răng cơ đó. Quả nhiên cô bị anh chọc cười rồi, quan hệ giữa hai người cũng dần tốt hơn. Sau đó, hai người đến nhà ăn, Sarah bắt đầu giảng bài cho Selim. Khi cô hỏi anh nghe hiểu không thì lần nào anh cũng bảo hiểu rồi. Nhưng khi cô bảo anh nói lại, anh không chỉ không nói được gì mà còn ra mồm cãi cố, nói cô không tin tưởng mình. Sarah bị anh nói đến á khẩu, mà cảnh hai người học cùng nhau cũng bị Burak nhìn thấy. Anh ấy tưởng Selim đang theo đuổi Sarah thế là lén nhắc nhở anh. Người anh em, đó là cô gái tớ thích đó. Cậu nhất định phải giữ khoảng cách đó. Chúng ta học lại phần tôi vừa nhắc, sau đó tôi phải đi rồi. Được, học giỏi lắm. Cảm ơn, bạn của Birikik nhận được ảnh hai người học cùng nhau. Sau khi Birikik, người thích Selim thấy thì cơn ghen bắt đầu xông lên. Bạn cô ta bảo nhìn họ không giống đang học bài lắm. Nhưng Birikik lại tự an ủi mình mà nói Sarah vừa nhìn đã không phải gu của Selim, họ ở bên nhau chắc chắn là có nguyên nhân. Dần dần Selim nhận ra rằng Sarah không giống với những cô gái khác, cô luôn luôn tự tin và kiêu hãnh. Sau khi học xong, Selim bảo lần sau nếu có thể mong cô vẫn giúp anh học. Cô nói đương nhiên có thể rồi quay người rời đi. Selim định nói gì đó với cô. Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí gọi cô lại. Sarah à, cảm ơn cô. Còn Birikik lại đến tìm Burak nhờ anh ấy đưa Selim đến buổi tiệc của mình. Burak đương nhiên đồng ý giúp. Nếu Birikik và Selim có thể thành đôi thì anh ấy có thể cướp được Sarah. Buổi tối, Burak đưa Selim đến bữa tiệc. Birikik trang điểm vô cùng xinh đẹp, ai nhìn cũng phải khen ngợi. Nhưng Selim lại không hề quan tâm. Anh tìm đại một cái cớ rồi bỏ về mặc kệ Birikik đứng đó. Cô ta không hiểu, dù sao mình cũng là một hot girl, sao anh lại không nhìn mình lấy một cái chứ? Selim trở về nhà, trong đầu toàn là hình ảnh Sarah. Nghĩ rồi khóe miệng anh khẽ cong lên từ lúc nào. Hai tên côn đồ để mắt tới chiếc vòng cổ của cô gái. Nhưng cô vùng vẫy hết sức, không để chúng lấy được dây chuyền. Bởi vì đây là thứ duy nhất anh trai đã mất của cô để lại. Thì ra Sarah cũng từng là tiểu thư nhà giàu. 10 năm trước, bố cô làm ăn thất bại, bỏ mặc người thân trốn đi. Tất cả đồ đáng tiền trong nhà đều phải lấy đi trả nợ. Anh trai cô vì không chịu nổi cú sốc này nên lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Từ đó, mẹ cô càng thêm đau đớn, mỗi ngày bà đều tự chuốc say mình. Tất cả áp lực cuộc sống đều đặt hết lên vai cô. Sarah buộc phải vừa đi học vừa làm lau dọn trong khách sạn. Làm vất vả cả ngày, về đến nhà cô còn phải làm một đống việc nhà. Nhưng cô không có ai để tâm sự cả. Cô chỉ còn lại chiếc vòng anh trai để lại thôi. Cô gửi gắm tất cả suy nghĩ tình cảm lên chiếc vòng. Cho nên dù bị uy hiếp đến thế nào, cô cũng không giao vòng ra. Đúng lúc này một ông chú xuất hiện. Ông ấy lập tức đập cho tên kia một cái gậy, bẻ gãy tay hắn, rồi đánh vào chân tên còn lại ngã nhào ra đất. Ông bảo Sarah đừng sợ, sau đó đưa lại chiếc túi của cô cho cô. Sarah hỏi ông tên gì thì ông lại nói mình đi làm qua thấy nên giúp thôi, làm chuyện tốt không để lại tên tuổi. Nhưng thực ra ông ấy không hề tình cờ đi ngang. Ông ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo hai mẹ con cô. Ông bảo Sarah đi trước, còn mình sẽ đi sau. Về đến khách sạn, Sarah vẫn chưa hết sợ hãi. Nhưng vì cuộc sống, cô chỉ có thể nén hết cảm xúc vào trong, lại khoác bộ dáng kiên cường lên rồi bắt đầu làm việc. Nhưng cô không biết rằng lúc này Selim đang ở trong khách sạn. Ai đó? Dọn dẹp phòng đây ạ. Sau khi cánh cửa phòng mở ra lại là một người đàn ông lạ mặt. Còn phòng của Selim do đồng nghiệp cô làm. Cứ thế hai người lại lướt qua nhau. Đồng nghiệp bảo Sarah đưa cho mấy chai dầu gội đầu. Cô bèn cúi xuống lấy đồ. Lúc này bạn của Birikik từ phòng đi ra. Hai người lại không đụng mặt nhau. Hôm sau, Selim chủ động đến tìm Sarah. Anh mong cô có thể nhanh giúp mình học phụ đạo. Selim lập tức đồng ý. Thế là hai người hẹn 10 chiều gặp. Nhưng sau đó Sarah lại nhận được điện thoại của dì. Dì nói không thấy mẹ cô đâu cả. Thế là Sarah bỏ lại bạn mà chạy đi. Cuối cùng cô tìm được mẹ ở trước mộ anh trai. Là mẹ cô quá nhớ con trai mà thôi. Sao Sarah lại không nhớ anh trai mình chứ? Hai mẹ con ôm nhau khóc, an ủi, động viên lẫn nhau. Lúc này Zeynep đang đi khắp nơi hỏi Selim ở đâu. Bạn bè đều khuyên cô ấy từ bỏ đi. Selim sẽ không thích cô ấy đâu, cho dù cô ấy có tỏ tình anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng Zeynep lại nói họ chẳng hiểu gì. Đúng lúc này, Selim đi về phía cô ấy. Zeynep vui phát điên. Nhưng không ngờ Selim chỉ đi qua thôi, không hề nhìn cô đến một cái. Zeynep nghĩ Selim đã quên mình rồi. Đến khi Sarah về trường thì Selim đã đợi quá lâu rồi. Anh hỏi cô sao không nghe điện thoại của mình. Sarah còn bận tìm mẹ, sao chú ý tới điện thoại được chứ? Selim nói muộn chút cũng không sao. Nhưng cô vừa nhìn đồng hồ thì đã sắp đến giờ đi làm. Thế là Sarah bảo anh mình không có thời gian dạy cho anh được. Nghe vậy, Selim bắt đầu không vui.
Anh hỏi cô có phải đang chơi đùa mình không? Sarah cũng nói thẳng với anh. Cô nói mình có chuyện gấp không phải là cố ý, hơn nữa mỗi người đều có chuyện mình phải làm, anh không thể bắt ai cũng phải xoay quanh mình được. Thế là hai người lại cãi nhau, cuối cùng ra về trong bực tức. Bên này, Billack đến tìm hiệu trưởng, bảo hiệu trưởng thành tích của mình cũng không tốt, muốn tìm người phụ đạo. Anh ấy muốn Sarah dạy học cho mình nhưng chưa kịp mở miệng thì hiệu trưởng nói đã tìm được người phù hợp rồi, người đó sẽ đến ngay. Billack vô cùng cảm động, anh đầy trông mong nhìn ra ngoài cửa. Anh chàng công tử này đang tán tỉnh cô gái. Anh vô cùng tò mò về thân phận của cô gái. Cô luôn ngồi xe sang tới trường, chắc chắn cô phải là con nhà giàu. Nhưng Billack lại không hiểu tại sao chưa từng thấy cô trong đám bạn nhà giàu. Sarah nói nhà mình không hề giàu có, ngồi xe sang chỉ là nhờ một vài việc ngoài ý muốn mà theo. Cô bảo thế giới của Billack chỉ xoay quanh tiệc tùng, xe sang, gái đẹp, còn thế giới của cô chỉ có gia đình, học hành và công việc. Nhưng Billack lại cho rằng cô chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Cô thực sự không biết nên giải thích với tên công tử này thế nào. Lúc này, một cô gái đi đến tìm Billack cùng đi học. Thấy Sarah đứng bên anh ta, giọng điệu của cô gái đầy sự ghen tức. Nhân cơ hội này, Sarah vội quay người rời đi. Hai người nói chuyện đi, không quấy rầy hai người nữa. Nhanh đi đi, đừng làm phiền chúng tôi học hành. Cô gái nói được rồi, không có ai quấy rầy, chúng ta có thể học thật vui vẻ rồi. Sau đó, Billack đến quán cà phê tìm Selim. Anh ta bảo nếu tôi có tội thì hãy đến bắt tôi, đừng phái cô gái kia đến giày vò tôi. Lúc này, Sarah đi đến. Cô nhìn Selim một cái, anh lập tức đứng lên đi ra ngoài. Birikik thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Anh nghe lời như vậy từ lúc nào chứ? Anh vừa đi ra thì đưa trả cô kế hoạch học tập cô làm cho mình rồi nói việc giữa hai chúng ta đến đây là kết thúc. Hai ta không liên quan gì đến nhau nữa, ông đây không học nữa. Sarah nghe vậy bắt đầu hoảng hốt. Tuy hôm qua chúng ta cãi nhau nhưng không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Đã quá muộn rồi. Tôi không thể chấp nhận được chuyện cô nói với tôi nhiều lời khó nghe như hôm qua được. Vậy nên chúng ta không học cùng nhau nữa. Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Thấy cô muốn xoa dịu quan hệ giữa hai người, Selim bảo hay là cô xin lỗi tôi đi. Lời nói của anh khiến Sarah bật cười. Cô hỏi chẳng lẽ anh quên đã nói gì với tôi rồi sao? Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh nữa, tôi phải đi học, anh thích làm gì thì làm. Được thôi, nếu cô đã xin tôi thì tôi đi cùng cô vậy. Nhanh đi thôi. Tôi cầu xin anh lúc nào? Tôi đâu có xin anh tự đòi đến mà. Cứ thế hai người lại hòa hợp. Birikik bày mưu cho Billack, nếu anh ấy đã thích Sarah thì đầu tiên phải hiểu cô. Đầu tiên, nhà cô rất giàu có, nhưng cô không giống họ, cô là người truyền thống, không thích vật chất, cho nên anh ấy phải quan sát kỹ xem cô ấy thích cái gì. Lúc này, Sarah và Selim cũng đã đến phòng tự học. Cả đường đi Sarah đều nhịn cười. Selim rất tò mò cô đang cười cái gì. Thế là cô bảo anh hứa nghe xong không được tức giận. Selim lập tức đồng ý, sau đó Sarah bắt đầu biểu diễn. Cô làm gì đó? Trả lại kế hoạch học hành cho cô này. Tôi không muốn học nữa. Lúc đó trông anh hệt như đứa trẻ không muốn làm bài tập. Selim tỏ ra bất đắc dĩ. Sau đó Sarah xin lỗi chuyện đã nổi giận với anh. Nhưng anh lại bảo mình không để tâm, hiện tại anh đã quá quen với những buồn phiền của cuộc sống, sẽ chẳng tức giận vì chuyện nhỏ như vậy. Sarah rất tò mò, anh là công tử con nhà giàu, muốn gì được đó, có cái gì buồn phiền chứ? Nhưng anh lại trầm mặc không trả lời. Sarah biết câu hỏi của cô có phần đường đột, dù sao thì mỗi nhà mỗi cảnh mà. Lúc này, họ nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài. Họ đi ra cửa sổ thì phát hiện có rất nhiều người bên ngoài. Zeynep hét lên muốn gặp Selim, nếu không sẽ nhảy xuống. Selim không hiểu nổi chuyện cô gái này muốn nhảy lầu thì liên quan gì đến mình. Billack nói với anh, đây không phải là cô gái chúng ta gặp ở buổi tiệc năm ngoái sao? Lúc đó, chúng ta còn chơi chung với nhau 2 ngày. Từ đó về sau, Zeynep luôn nghĩ cô ấy và Selim sẽ ở bên nhau. Nhưng Selim luôn không thèm nhìn đến cô ấy. Cô ấy cho rằng mình bị lừa dối nên nghĩ không thông. Nhưng Selim không quan tâm, anh chưa từng cho cô ấy hy vọng. Anh không thể chịu trách nhiệm với tất cả những cô gái mình từng cặp kè được. Nói xong anh quay người rời đi. Thấy vậy, Sarah vô cùng thất vọng về anh. Cô bảo anh chính là một tên cha nam. Sau đó cô lên tầng thượng muốn khuyên cô gái kia. Cảnh này khiến cô nhớ về cái chết của anh trai. Cô đã tận mắt thấy dáng vẻ đau đớn của mẹ sau khi mất con trai. Mà cô gái này cũng đang định làm chuyện ngốc nghếch như anh trai cô. Năm đó, cô không thể cứu anh trai. Hôm nay cô phải cứu được cô gái này. Cô nói với Zeynep nếu cô nhảy xuống rồi chết đi, thì không lâu sau sẽ chẳng còn ai nhớ đến cô. Mọi người sẽ sống tiếp giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Người đau lòng nhất chỉ có người thân của cô thôi. Cô có biết mình khiến họ đau đớn đến mức nào không? Nghĩ mà xem, nếu mẹ cô rời xa cô mãi mãi, nếu người nhảy lầu là bà ấy chứ không phải là cô, thì cô sẽ làm thế nào? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ phải không? Người cô yêu quý sẽ vĩnh viễn rời xa cô. Cuối cùng, Sarah khuyên được Zeynep. Mọi người bên dưới gửi tặng cô chàng vỗ tay thật to. Zeynep cũng được đưa đến bệnh viện điều trị. Còn Selim sau khi về nhà cũng bị cha trách mắng. Ông nói hành động của Selim khiến ông quá mất mặt, hoàn toàn không xứng với danh tiếng gia tộc họ. Selim lại nói nếu con không xứng với danh tiếng của gia tộc, vậy bố thì sao? Thì ra mẹ anh từng bệnh nặng nằm liệt giường. Khi bà cần giúp đỡ nhất thì cha anh lại đang vui vẻ với một cô người mẫu.
Cuối cùng mẹ anh rời xa thế gian, còn cô người mẫu kia trở thành mẹ kế của anh. Vì thế nên anh ở trong khách sạn nhiều năm không chịu về nhà. Hai người khó khăn lắm mới gặp được một lần mà lại thành ra cãi nhau. Chị gái khuyên hai người bình tĩnh lại khiến Selim càng tức giận hơn. Chị à, em làm sai gì chứ? Cô gái đó thích em không chấp nhận đã nghĩ không thông, sao có thể trách em chứ? Chị không thấy sao, bố rất có thành kiến với em. Tại sao bố lại có thành kiến với con chứ? Còn không phải tại con làm gia tộc mất mặt sao? Con ghét cái cách bố suốt ngày nói gia tộc. Con là con trai duy nhất của bố đó. Cuối cùng, Selim bực bội bỏ đi. Khi anh tới trường thì phát hiện các bạn đang chỉ trỏ mình, trên diễn đàn còn đang mắng chửi mình là đồ cặn bã. Selim cảm thấy vô cùng bực bội. Bilrak thấy tâm trạng anh không tốt bèn dắt anh đi dạo cho đỡ buồn. Không ngờ khi vào trung tâm thương mại, họ lại gặp Sarah và bạn cô. Thế là Bilrak mời hai người cùng đi uống cà phê. Selim và Sarah nhìn nhau chằm chằm, không ai thèm quan tâm ai. Nhưng Bilrak lại cứ thích đụng vào chuyện đó, anh ta nói lại chuyện trên tầng thượng. Sarah không kìm được mà hỏi Selim tại sao lại bỏ mặc không quan tâm cô gái kia. Là cô ấy yêu tôi trước, đây là chuyện của cô ấy, liên quan gì đến tôi? Anh không có quyền trêu đùa tình cảm của người khác. Tôi muốn biết rốt cuộc anh đã làm gì với cô gái ấy mà cô ấy lại muốn nhảy lầu. Tôi không biết. Cô ấy là một kẻ điên nên mới vì một chàng trai mới quen 2 ngày mà lựa chọn kết thúc sinh mạng. Anh mới là kẻ điên đó. Tôi không ngờ anh lại có thể nói ra lời vô tình như vậy. Đủ rồi. Tôi không cần chứng minh gì với cô cả. Trở về trường, Sarah liền đi hỏi hiệu trưởng tình hình của Zeynep. Hiệu trưởng bảo cô không cần lo, Zeynep đã ổn rồi. Sarah không nhịn được mà than rằng đều là lỗi của Selim, nhưng hiệu trưởng lại bảo sự thật không phải như cô nghĩ. Hiệu trưởng vừa định giải thích thì Selim đi vào. Sarah thấy anh đi vào bèn lập tức rời đi. Selim cũng đến hỏi thăm tình hình của Zeynep. Hiệu trưởng bảo anh không cần tự trách, không phải lỗi tại anh. Thì ra Zeynep vốn mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, còn Sarah vừa đi ra cửa thì đụng mặt cha Selim. Ông cảm giác như đã gặp cô ở đâu đó. Ông đến trường là để xin lỗi Selim bởi ông cũng biết mình đã hiểu lầm anh. Ông ôm lấy anh, nói anh không hề làm ông mất mặt. Hôm sau, Sarah đến cửa bệnh viện thì thấy mẹ Zeynep đang xin lỗi Selim. Lúc này cô mới biết anh thực sự vô tội, cô đã hiểu lầm anh. Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, thế là cô bảo mình về trường trước. Nhưng hiệu trưởng lại bảo Selim cũng đang muốn về, hai người về cùng nhau đi. Trên đường về, Sarah đang nghĩ cách xin lỗi anh. Còn anh thì lại tỏ ra rất tự đắc, lòng đầy cảm giác thành tựu giống như khi hai người yêu nhau cãi cọ, bạn trai chứng minh được là bạn gái sai. Con trai trước mặt người con gái mình yêu có thể diễn giỏi thế nào chứ? Rõ ràng rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại không nói gì. Cuối cùng vẫn là Sarah mở miệng trước. Cô xin lỗi Selim, nói trước kia là mình không tìm hiểu rõ, đã đưa ra kết luận nên đã hiểu lầm anh. Mặc dù trong lòng Selim rất vui nhưng ngoài miệng lại nói cô không nhắc thì tôi quên luôn rồi. Nhưng khi anh còn đang đắc ý thì phát hiện đường phía trước có vẻ hơi tắc. Anh cúi đầu nhìn bản đồ giao thông, quả nhiên cả quãng đường đã thành màu đỏ rồi. Anh lại quay qua nhìn Sarah bên ghế phụ, trời cũng giúp mình rồi. Thế là anh lập tức quay đầu xe đưa cô đến một quán cà phê. Hai người xóa bỏ hiểu lầm, ngày càng thân thiết hơn. Sau đó họ nói về cuộc sống của mỗi người. Thì ra hai người đều có nỗi khổ như nhau. Một người thì mất bố, một người thì mất mẹ. Hai người dường như đều nhìn thấy bản thân mình ở đối phương. Sau khi về nhà, Sarah thấy mẹ đang xem ảnh cũ. Trong số ảnh đó, cô phát hiện có một người lạ mặt. Mẹ nói đó là tình đầu của bà. Năm đó, bởi vì ông ấy phải ra nước ngoài học nên hai người mới chia tay. Sarah không hề biết rằng người này chính là bố của Selim. Ông ấy cũng từng muốn giúp gia đình họ nhưng bị mẹ cô từ chối. Ở khách sạn, Selim vừa tắm xong đi ra thì nhìn thấy bài tập vừa làm xong với Sarah. Trong đầu anh tự động hiện ra hình ảnh của cô khiến anh mỉm cười. Mà lúc này Sarah cũng đang nhớ tới anh. Mải nghĩ ngợi, khuôn mặt thiên thần của cô hiện hẳn lên sự ngại ngùng. Ngay sau đó đã có kết quả của Selim. Anh gây bất ngờ khi nhận được một điểm B. Đến cả người cha chưa bao giờ cười nói với anh cũng khen ngợi anh. Selim đến tìm Sarah đang học. Anh hỏi cô chẳng lẽ ngoài học ra thì cô không đi chơi với bạn bè sao? Cô lại bảo ngoài đi chơi với bạn bè thì anh không học hành sao? Không biết cô có biết rằng bây giờ cô đang nói chuyện với một người được điểm B không? Quan trọng lắm sao? Tôi không biết chuyện này có ý nghĩa gì với cô, nhưng nó đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong nhà tôi. Sau đó, Selim bảo anh có thể đạt được thành tích này đều là nhờ Sarah. Để cảm ơn cô, anh sẽ chuẩn bị cho cô một bất ngờ. Nhưng Sarah lại khéo léo từ chối. Cô bảo mình không cần bất ngờ gì cả. Lúc này Selim lại nói vậy được thôi. Cô yên tâm đi, mình sẽ không chuẩn bị quà cho cô. Chàng trai ngốc nghếch này vẫn chưa hiểu rằng con gái nói không muốn chính là muốn. Sau đó, Sarah định đi về. Nhìn nụ cười trên môi cô, Selim đã hoàn toàn chìm đắm. Anh chắc chắn mình đã yêu cô mất rồi. Lúc này Birikik lại đến tìm Bilrak. Cô ta bảo gần đây Selim và Sarah rất thân thiết. Nếu anh ta còn muốn theo đuổi Sarah thì phải nắm chắc cơ hội. Nếu không cô gái anh ta thích sẽ là của người khác. Bilrak biết không thể ngồi không chờ thất bại nữa. Sau khi Sarah trở về nhà thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Nhưng đó lại là người cô không bao giờ ngờ đến. Sarah ngây người. Cô không hiểu sao Bilrak lại tới đây. Bilrak cũng sững sờ. Thì ra cô thực sự không phải con nhà giàu.
Xuất phát từ tình cảm của mình với cô, Dirac nói sẽ giúp cô giữ bí mật. Nhưng cô lại không quan tâm người ta có biết gia cảnh của mình không. Ngược lại cô thấy vô cùng tức giận với việc Dirac lén đi theo mình. Cô bảo anh ta nhanh đi về đi, sau này đừng quấy rầy mình nữa. Dirac chỉ có thể ngoan ngoãn đi về. Nhưng khi anh ta định mở cửa xe thì bị Baba chặn lại. Hắn là một côn đồ có tiếng ở đây. Hắn cũng thích error cho nên không mấy thích thú với mấy kẻ nhạt nhẽo như Dirac. Hắn cảnh cáo Dirac sau này không được đến đây nữa, nếu không sẽ cạo sạch râu anh ta rồi thả cho anh ta đi về. Sau khi trở về, Dirac tưởng rằng mình nắm giữ bí mật của Sarah nên quan hệ của hai người đã gần gũi hơn trước. Thế là anh ta mời cô cùng mình đi dự tiệc. Nhưng cô lại trực tiếp từ chối còn bảo Dirac đừng quấy rầy mình nữa. Nhưng tối đó, cô lại nhận được một bó hoa và một bộ váy. Thiệp trên hoa viết tên của Dirac khiến cô cạn lời luôn. Hôm sau, cô đến văn phòng nhà trường muốn giúp con gái nhà hàng xóm xin việc. Nhưng không may là giờ không thiếu người. Lúc này, Selim cũng đi đến. Khi biết cô đang buồn phiền vì chuyện việc làm thì anh trực tiếp lấy điện thoại ra nhắn tin. Anh bảo đã tìm việc cho cô rồi, coi như là trả ơn việc cô dạy học cho anh. Khi họ đang nói chuyện thì Sarah không cẩn thận bị ngã. Hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Cảnh này vừa hay bị bạn của Birikik nhìn thấy. Cô ta lập tức quay về kể cho bạn mình nghe. Cô ta nói mình thấy Selim và Sarah rất thân thiết. Nghe vậy, Dirac nổi cơn ghen. Anh ta nói mình có việc phải đi một lúc nhưng khi quay người thì lại gặp Selim. Selim còn chưa kịp gọi anh ta thì đã bị anh ta bơi đẹp. Sarah cũng nhận ra tâm trạng của Dirac không tốt. Cô lấy bộ váy từ trong túi ra đưa cho anh ta rồi bảo sau này đừng gửi đồ đến nhà mình nữa. Tôi cứ nghĩ cô sẽ mặc nó rồi đi dự tiệc cùng tôi. Cho nên anh chắc chắn tôi sẽ tham dự tiệc nên tự chọn quần áo cho tôi luôn sao? Đương nhiên không phải rồi. Tôi đi qua cửa hàng thấy bộ đồ này hợp với cô thôi. Đừng nghĩ tới tôi nữa. Xin anh đừng nghĩ tới tôi nữa. Nếu có thể thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới tôi nữa. Sarah à, chỉ là một chiếc váy và bó hoa thôi mà. Tôi không hiểu sao cô lại gay gắt như thế. Cảnh hai người cãi nhau bị Selim nhìn thấy. Dirac không muốn mất mặt nên nắm lấy tay cô xin cô đừng cãi cọ nữa. Sau đó anh ta quay đầu nhìn Selim một cái rồi làm một hành động to gan. Dirac bị đánh rồi. Sarah, cô làm gì đó? Dirac à? Đừng kích động. Cậu làm gì mà cô ấy đánh cậu thế? Câm miệng. Được rồi. Selim, bỏ tay cậu ra. Dirac bực bội không có chỗ chút phi xe như điên trên đường. Bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen vượt lên trên. Dirac tránh không kịp nên bị hất văng khỏi đường. Anh ta ngất đi ngay trong xe. Lúc này, Sarah nhận được điện thoại của khách sạn. Họ muốn cô đến giúp chuẩn bị cho một bữa tiệc, mà bữa tiệc đó chính là sinh nhật mẹ kế Selim. Selim luôn hận người mẹ kế này nên không tham gia. Sau khi khai tiệc, quản gia bảo người của khách sạn đi lau dọn bồn cầu. Giám đốc nói nhân viên quét dọn còn chưa đến nhưng quản gia lại nhất quyết đòi dọn ngay. Mọi người không ai chịu làm, giám đốc bèn bảo Sarah đi làm. Để giữ công việc này cô chỉ có thể đồng ý. Khi vào phòng vệ sinh nhìn thấy bồn cầu bẩn, cô lại nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Khi ấy trong nhà tổ chức tiệc, bồn cầu cũng bị làm bẩn. Con gái bảo mẫu trách cô không để ý bạn bè để mẹ cô ta phải dọn dẹp. Nhưng bây giờ người phải dọn lại là cô. Sarah cố chịu đựng mùi hôi thối để dọn dẹp. Ngoài cửa không ngừng có người giục cô nhanh lên. Bỗng chốc cô tủi thân đến mức bật khóc. Khi cô đi ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn đồ cô mặc liền hiểu ra mọi chuyện. Ông an ủi cô rằng lúc mình đi du học vì kiếm tiền cũng từng làm rất nhiều việc. Khi buổi tiệc kết thúc, Selim cũng trở về. Anh vừa đi vào thì nhìn thấy Sarah, cô gái mình ngày đêm mong nhớ lại đến nhà mình lau dọn bồn cầu, còn mặc đồ của nhân viên phục vụ khiến Selim không dám tin. Anh hỏi cô sao lại xuất hiện ở nhà mình. Ánh mắt cô trốn tránh, cô nói mình là nhân viên của khách sạn. Dường như Selim đã hiểu gì đó. Anh hỏi cô sao không nói cho mình biết. Cô lại bảo mình không hề biết đây là nhà anh. Selim trầm mặc. Anh không khỏi đau lòng thay cô. Nếu tôi biết cô ở đây, tôi đã ở lại giúp cô rồi. Sarah nghe vậy trong lòng thấy rất ấm áp nhưng ngay sau đó lại là cảm giác chua xót. Selim không biết nên an ủi cô thế nào, ngẫm một hồi lâu mới nói một câu. Bộ đồ này đẹp đó, hợp với cô lắm. Giỏi lắm, lần đầu tiên tôi nghe người ta khen con gái như vậy đó. Vậy mà có vẻ Selim còn đang rất tự hào về EQ của mình. Sarah bị tên ngốc này chọc cho bật cười. Lúc này, hiệu trưởng đi ra. Ông bảo hai người Dirac gặp tai nạn xe, bây giờ đang điều trị trong bệnh viện. Nghe tin bạn thân gặp nguy hiểm, Selim lập tức đổ hết trách nhiệm lên Sarah. Cô uất ức đến mức không nói thành lời. Giờ thì hay rồi, tơ hồng nguyệt lão dùng sắt diệt cho Selim cũng bị anh cắt đứt rồi. Sarah thất vọng rời đi. Sau đó Selim đuổi theo cô. Tôi còn tưởng Selim muốn xin lỗi cô, ai ngờ Selim lại nói cô nên cầu nguyện cho cậu ấy không sao đi. Có vẻ Selim nên bị nguyệt lão kéo vào danh sách đen. Sau khi về nhà, Sarah mãi không ngủ được, trong đầu toàn là câu Selim nói với mình, thế là mất ngủ cả đêm. Hôm sau, hiệu trưởng bảo Selim Dirac gặp chuyện không phải là vô ý mà là có người hãm hại cho nên phải điều tra những người từng có mâu thuẫn với Dirac. Vì thế, Sarah bị cảnh sát mời đến. Sau khi ra khỏi đồn, cô đơn ngồi trên ghế. Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô gọi điện cho Selim. Nhưng thấy cô gọi đến anh lại lập tức ngắt máy. Vậy mà tôi còn hy vọng vào anh, Selim à. Khi cô về trường thì Birikik đến tìm.
Cô ta nói Bill Rack gặp tai nạn là vì cô. Nếu không phải cô đánh Bill Rack khiến anh ta mất mặt thì anh ta sẽ không lái xe như điên, cũng không gặp tai nạn. Sarah cũng không trách đối phương. Cô nói đó là bởi Bill Rack lén đi theo mình, tự ý gửi đồ đến nhà mình, thậm chí còn xúc phạm mình. Nhưng Birikik vẫn cứng miệng nói tại vì cô đi xe sang đến trường nên mới khiến Bill Rack hứng thú với cô. Còn Sarah thì nói thẳng đó không phải xe của mình chỉ ngồi nhờ vài lần thôi, là tự bọn họ suy diễn. Birikik như thể biết được bí mật động trời. Cô ta bật cười vui sướng. Thì ra cô chỉ là đồ nghèo hèn, chắc chắn Selim sẽ không thích cô đâu. Sau đó cô ta đi đến chỗ tất cả mọi người muốn vạch trần lời nói dối của Sarah. Cô ta trịnh trọng nói với mọi người rằng cô không phải là con nhà giàu mà chỉ là một đứa nghèo hèn, không cùng thế giới với họ. Nhưng Selim lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh chỉ nói một câu tôi biết từ lâu rồi, sau đó quay người rời đi, để lại Birikik ngây ngốc. Hiệu trưởng sắp xếp cho Sarah làm trợ lý cho một cựu sinh viên xuất sắc tên Kết sắp có buổi diễn thuyết tại trường. Khi nói chuyện, hai người phát hiện họ có rất nhiều điểm chung nên càng trở nên thân thiết hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Sarah, buổi diễn thuyết thành công tốt đẹp. Sarah bèn đi lên tặng hoa tươi chúc mừng. Selim trông thấy cảnh này thì cơn ghen dồn lên, tức giận đứng lên bỏ đi. Sau đó anh lại thấy Kết đặt tay lên vai Sarah. Quan hệ của hai người có vẻ rất thân thiết. Cơn tức giận của Selim đã đạt đỉnh điểm. Khi anh đang bực bội vì không có chỗ chút giận thì va ngay vào một người xui xẻo. Đối phương cũng rất nóng tính, bắt đầu giằng co với anh. Quân tử động khẩu không động thủ. Selim, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại nào. Buông tay ra. Cậu bình tĩnh lại, bỏ tay ra. Nhanh đi đi được không? Sau đó Selim tức giận bỏ đi. Lúc đi qua Sarah anh còn liếc cô một cái. Hôm sau khi quét dọn ở khách sạn thì cô gặp Kết. Kết mời cô vào phòng uống cốc cà phê. Vốn cô định từ chối nhưng phòng tiếp theo cô phải lau dọn là phòng Kết. Thế là Sarah cung kính không bằng tuân lệnh. Kết tặng cô quà vì đã giúp anh chuẩn bị buổi diễn thuyết. Cô mở quà ra rồi bảo mình rất thích. Kết bảo cô mặc thử xem có vừa không nên cô đã đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Đúng lúc này chuông cửa reo lên, thì ra là Selim đến đưa đồ cho Kết giúp hiệu trưởng. Anh làm rơi máy cạo râu xuống bồn tắm này. Cô gái mình thích và người đàn ông khác cùng xuất hiện trong khách sạn. Selim không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nhìn ga giường rúng gió, lại nhìn quần áo rộng rãi trên người cô, anh đã có đáp án rồi. Sarah biết anh hiểu lầm mình, định giải thích nhưng lúc này Selim đã không nghe nổi lời nào nữa rồi. Người đàn ông đến gần cô ấy lần trước giờ còn sống chết chưa rõ đó. Nếu tôi là anh tôi nhất định sẽ cẩn thận. Selim, Selim à? Sarah đứng ngây người tại chỗ. Mấy ngày nay cô đã chịu đủ uất ức và hiểu lầm rồi. Cô vô cùng thất vọng. Thậm chí cô còn chẳng muốn giải thích gì nữa. Hôm sau, Sarah vừa đến trường thì bị đám tiểu thư nhà giàu chặn lại trong nhà vệ sinh. Đương nhiên Sarah biết họ chẳng có ý tốt gì. Quả nhiên Ada, người luôn thích thầm Birak bắt đầu kiếm chuyện. Sarah không muốn dây dưa với họ nên quay người bỏ đi. Nhưng đôi khi bạn càng nhịn thì người ta càng bắt nạt bạn hơn. Trước đây họ còn e sợ thân phận của cô nên không dám làm gì. Nhưng bây giờ biết cô chỉ là con nhà nghèo, họ không còn kiêng dè gì nữa. Nếu cô nói chuyện đàng hoàng, lịch sự với Bill Rack, anh ấy sẽ không gặp tai nạn. Làm thế khó lắm sao, cô không làm được à? Làm thế khiến cô mất mặt đúng không? Cô tưởng như thế không phù hợp với thân phận của mình đúng không hả quý cô Sarah? Đủ rồi, tôi làm gì không cần cô phải dạy. Sarah biết mình có trách nhiệm trong việc Bill Rack gặp chuyện nên cô không muốn tranh cãi với đối phương. Nhưng Ada lại ngày càng quá đáng, còn kích động tát cho cô một cái. Cuối cùng, Sarah không nhịn nổi nữa. Cô bùng nổ rồi. Nghe rõ đây, tôi cảnh cáo cô đừng có động vào tôi, nếu không cô không yên thân đâu. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô luôn cố kìm nước mắt lại. Cô không muốn để ai thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Nhưng sau khi vào phòng học thì cô không nhịn nổi nữa. Uất ức phải chịu bao ngày qua cuối cùng cũng bộc phát. Cô khóc một cách vô vọng. Lúc này, Selim đi vào. Nhưng anh không hề an ủi cô mà hỏi giữa cô, Birak và cả Kết đã xảy ra chuyện gì. Sarah nổi giận. Cô hét lên với Selim. Sao tôi phải giải thích với anh? Anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chuyện Birak gặp tai nạn không liên quan đến tôi, anh có hiểu không? Anh ta quấy rối tôi, bạn của anh quấy rối tôi, anh có hiểu không? Còn chuyện giữa tôi và Kết, tôi chỉ dọn phòng cho anh ấy thôi, đó là công việc của tôi, anh có hiểu không? Anh hiểu rồi. Lúc này, mọi hiểu lầm đều đã tan biến, giữa hai người chỉ còn lại tình cảm nồng cháy. Lúc này đầu óc Sarah hoàn toàn trống rỗng. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi phòng học. Thấy cô có vẻ bất an, anh vòng tay qua ôm lấy cô. Anh muốn nói cho tất cả mọi người biết họ đang yêu nhau. Nhưng Sarah lại vô cùng lúng túng, giống như một chú chim non luôn bay một mình bỗng một ngày có một chú chim khác đến sải cánh cùng nó, vừa bất ngờ lại vừa vui sướng. Sarah tan học đi ra thì Selim đã đợi cô từ lâu. Trên đường về nhà, cô không nhịn được mà quay sang nhìn anh. Nhưng khi anh nhìn qua thì cô lại vội vàng né tránh ánh mắt anh. Selim biết đây là kiểu ngại ngùng của con gái. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sarah cũng không từ chối, cô dùng cách tốt nhất để đáp lại anh. Sau khi về nhà, Sarah nhìn mình trong gương, ký ức đẹp đẽ lại hiện lên. Tình yêu chính là thế đó, có sự sợ hãi, cũng có đầy hy vọng, nhưng một khi gặp nhau là không muốn chia xa. Bên này, Birikik cũng nhìn thấy ảnh hai người thân mật trên diễn đàn trường.
Trước mặt bạn bè, cô ta vẫn giả vờ không quan tâm, nhưng khi vào phòng vệ sinh lại bật khóc. Thanh Mai Trúc Mã cô thích mười mấy năm đã yêu người khác rồi. Lòng cô ta đau như dao cắt. Sau khi giải tỏa xong, cô ta lại trấn tĩnh lại. Cô nhất định sẽ phải trả giá. Sau đó, cô ta chủ động đến tìm Sarah. Nhưng cô ta không hề lên mặt vênh váo mà lại tỏ ra tốt bụng nhắc nhở rằng nếu mình không nhớ lầm thì cuộc tình dài nhất của Selim là 10 ngày, hỏi cô thấy tình yêu của hai người sẽ kéo dài trong bao lâu. Sarah biết Birikik đang chia rẽ quan hệ giữa mình và Selim, nhưng câu này lại đánh đúng chỗ đau của cô. Vậy thì cô là gì đối với Selim chứ? Sarah à, vị trí của tôi trong tim anh ấy cô sẽ không bao giờ vượt qua được đâu. Tôi chính là điểm dừng chân cuối cùng của anh ấy. Khi không yêu đương nữa, cuối cùng anh ấy sẽ trở về bên tôi thôi. Cô hiểu rồi chứ? Không, cô không hiểu. Bây giờ cô sẽ không hiểu đâu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chúng ta cứ chờ mà xem. Birikik đúng là quá mưu mô mà. Thấy bạn gái Selim đến, cô ta cố tình nhào vào lòng anh. Sarah thấy vậy cũng không hề tỏ ra tức giận. Nhưng khi anh đến tìm thì cô lại tỏ ra không vui. Selim hỏi cô đang tức giận hả? Sarah liếc anh một cái rồi quay người bỏ đi. Selim ngây thơ, có vẻ không hề nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cứ đứng đó mà cười ngu ngốc. Tối đến anh gọi điện cho Sarah. Sarah vẫn không nhịn được mà hỏi anh tại sao quan hệ của anh và Birikik lại thân thiết như vậy. Selim vừa nghe đã biết cô ghen rồi. Anh bảo anh và Birikik từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, mình luôn coi cô ấy là em gái nên cô ấy mới tỏ ra tùy ý như vậy. Em biết rồi. Vậy chúng ta làm hòa rồi chứ? Chúng ta đâu có cãi nhau. Sarah à, em nghe đây. Bây giờ anh thật mong em đang ở bên anh. Em cũng vậy. Sau đó, Selim và bạn cùng tới quán bar. Birikik nhận được tin cũng lập tức chạy đến. Cô ta cho phục vụ ít tiền, nhờ anh ấy lát nữa chụp cho mình vài bức ảnh. Sau đó, cô ta đi đến chỗ Selim. Selim hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô nhưng cũng không quan tâm lắm. Còn Birikik thì bắt đầu màn biểu diễn của mình. Cô ta liên tục làm ra những hành động mập mờ với Selim. Sáng hôm sau, Sarah trang điểm thật xinh đẹp. Nhưng lúc này, cô lại nhìn thấy được một tin mới. Người trên đó chính là Selim và Birikik. Sarah nhớ lại lời Birikik từng nói với mình. Tôi là điểm dừng chân cuối cùng của anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng sẽ trở về bên cạnh tôi thôi. Lúc này, Selim cũng nhìn thấy bài báo đó. Anh biết nếu Sarah nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm cho nên anh không kịp ăn sáng đã ra ngoài. Anh đợi ở trường rất lâu thì Sarah mới đến. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh biết cô đọc được bài báo đó rồi. Anh giải thích với cô rằng bài báo viết sai sự thật, anh không uống rượu, là Birikik uống say nên anh đưa cô ta về nhà thôi. Nhưng Sarah lại bảo anh không cần giải thích với mình, hai người chỉ mới hôn nhau thôi, anh đã đưa cô về được mấy lần rồi chứ? Lúc này, Sarah đã không còn chút tự tin nào với cuộc tình này nữa. Lời của Birikik đã hoàn toàn khuấy đảo trái tim cô. Selim bảo anh giải thích là bởi anh thích cô, nếu anh không quan tâm cảm nghĩ của cô thì đã không giải thích với cô rồi. Sarah bảo thế thì sao? Selim liền bảo tình yêu của họ mới bắt đầu, anh không muốn hứa hẹn, thề thốt viển vông. Anh chỉ muốn nói với cô rằng giờ đây trong đầu anh đều là hình ảnh cô, mong cô cho anh thêm một cơ hội. Lời nói của Selim giống như một liều thuốc an thần, xoa dịu hết những lo âu trong lòng cô. Sau đó, hai người cùng đi đến quán cà phê, Selim giới thiệu với mọi người cô là bạn gái anh, mọi người đều biết nhau rồi đó. Sau đó, Selim và Sarah cùng nhau rời đi. Thấy hai người tình cảm như vậy, Birikik càng muốn chia rẽ hai người hơn. Birikik tức giận đi đến chiếc xe của mình thì phát hiện có một tên bảo vệ ngồi trong đó. Cô ta lập tức nổi giận đòi tố cáo bảo vệ. Tên bảo vệ khẩn thiết cầu xin cô ta tha cho mình. Bỗng nhiên cô ta nghĩ ra gì đó, Birikik thấy tên bảo vệ chưa được cho phép đã ngồi vào xe của mình nhưng không hề truy cứu mà còn bảo anh ta chọc thủng lốp xe của mình. Sau đó cô ta giả vờ như không biết gì, đến tận khi Eda phát hiện lốp xe bị thủng cô ta mới bắt đầu màn biểu diễn của mình. Bạn cô ta liên tưởng tới hung thủ vụ tai nạn xe của Birak, Birikik lập tức tỏ ra sợ hãi, lẽ nào hắn ta đang nhắm vào mình sao? Eda nói vậy chúng ta báo cảnh sát đi. Birikik vội bảo không thể báo cảnh sát, cô ta không muốn người nhà lo lắng. Eda lại nói vậy thì tớ gọi điện cho Selim. Được, cậu gọi đi. Eda gọi điện thoại cho anh nhưng không ai nghe máy cả. Lúc này, anh còn đang bận hẹn hò với Sarah. Cũng vì thế mà anh về nhà rất muộn. Chị gái bảo anh nhanh ngồi xuống ăn cơm nhưng anh lại bảo mình đã ăn rồi. Mẹ kế bảo anh không ăn thì cứ ngồi đó, bố anh thích mọi người quây quần bên nhau. Selim lập tức đáp trả rằng tôi hiểu ông ấy hơn bà, bởi vì trước khi bà bước chân vào nhà tôi thì ông ấy chính là bố tôi. Nhưng câu nói này đã hoàn toàn chọc giận bố anh. Đủ rồi, con phải nói chuyện tử tế với mẹ kế con. Nếu không con đừng mong ngồi ở cái bàn này nữa. Hiểu chưa hả? Bố có ý gì? Isan, bình tĩnh một chút. Em đã quen với việc con đối xử với mình vậy rồi. Con đừng có làm tổn thương bà ấy nữa. Bà ấy chính là chủ nhân căn nhà này. Một là chấp nhận bà ấy, hai là cút đi. Hiểu rồi chứ? Bố, con hiểu rồi. Selim tức giận bỏ đi. Anh đến nhà bà nội, sau đó tắt điện thoại, mặc kệ tất cả. Hôm sau Selim tỉnh lại, mở điện thoại ra thì thấy mấy tin nhắn. Tin đầu tiên là Sarah gửi đến, cô nói chào buổi sáng. Tin nhắn thứ hai là của chị anh, chị hỏi anh đang ở đâu. Sau khi gọi điện báo tin với chị thì anh thấy tin nhắn của Eda nói Birikik bị tên biến thái từng hại Bill đắc nhắm đến rồi.
Nghe nói có liên quan đến Burak, Selim lập tức đến tìm cô ta hỏi xem có chuyện gì. Girikik bắt đầu thêm mắm dặm muối rồi khóc lóc kể lể. Cô ta nói đối phương không chỉ chọc thủng lốp xe mình mà còn để lại dòng chữ uy hiếp, nói đây mới chỉ là bắt đầu, hắn vẫn luôn theo dõi cô ta. Selim thấy chuyện này rất nghiêm trọng, bèn bảo mình sẽ bảo vệ cô ta, nhất định sẽ bắt được tên biến thái đó. Sau đó Birikik đi về nhà, Selim bèn lái xe đi theo cô. Trùng hợp là nhà bà nội anh và nhà Birikik ở cùng một khu. Biết anh cũng ở đây, Birikik biết cơ hội của mình đến rồi. Lúc này, anh rể của Selim cũng là hiệu trưởng gọi điện cho Sarah, nói cho cô biết chuyện tối qua Selim cãi nhau với bố. Hiệu trưởng biết quan hệ của cô và Selim rất tốt nên muốn nhờ cô khuyên anh. Sarah lập tức đồng ý, thế là hiệu trưởng gửi địa chỉ nhà bà nội Selim cho cô. Sarah ngồi trên xe buýt, nghĩ đến chuyện có thể giúp được người mình yêu, cô không nhịn được mà cười vui vẻ. Nhưng sau khi cô đến đó thì lại thấy cảnh tượng khiến tim vỡ vụn. Cô không dám tin những gì mình nhìn thấy. Birikik cũng nhìn thấy Sarah. Nhìn thấy hai người dần đi xa, lòng cô như vỡ vụn. Birikik còn nhìn cô một cách khiêu khích rồi mới ngồi lên xe Selim. Còn Sarah chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Đến cả dũng khí bước lên chất vấn cô cũng không có. Môn đăng hộ đối quan trọng như vậy sao? Cô tận mắt thấy cô gái khác khoác tay bạn trai mình nhưng cô chỉ có thể đứng từ xa mà rơi nước mắt. Hai người họ, một người là tiểu thư con nhà giàu, một người là con trai tài phiệt, họ quả thật rất xứng đôi. Bỗng nhiên Sarah cảm giác khoảng cách giữa mình và Selim ngày càng xa. Cô đến tìm bạn thân tâm sự, nói có thể mình không hợp với Selim, cô không thể đối phó với người đàn ông này được, sau này cô phải cách anh thật xa mới được. Sarah không hề biết lúc Selim đang ở ngay sau mình. Vậy sao quý cô Sarah? Selim giải thích giữa mình và Biriki không có chuyện gì, họ chỉ là bạn từ nhỏ với nhau thôi. Sarah không nói gì, chỉ cho anh một ánh mắt để anh tự đoán. Được thôi, có thể trước đó hai người bọn anh có chuyện gì, nhưng đó là quá khứ rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng đối với cô ấy thì chưa hề kết thúc. Cho dù Selim giải thích thế nào thì Sarah vẫn chắc chắn rằng cô và anh không phải là người cùng một thế giới. Cho dù bên cạnh anh không có Birikik thì cũng sẽ có cô gái khác, cô không thể đối phó được hết. Sarah nói với anh rằng hai người đã kết thúc rồi, họ đã từng thử nhưng không thể hòa hợp, cho nên anh đừng bám theo cô nữa. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Sarah vốn tưởng sau này hai người sẽ không còn dây dưa gì nữa, nhưng tình yêu đâu có dễ dàng như thế, một khi bước vào thì càng vùng vẫy lại càng chìm sâu hơn. Selim lái xe đuổi theo Sarah, anh bảo nếu cô không lên xe thì mình sẽ không buông tay. Trước hành động vô lý của Selim, cô chỉ có thể đồng ý, nhưng đúng lúc này, dây an toàn ở ghế phụ lại không thể nào kéo được. Chắc chắn em đang nghĩ anh cố ý làm hỏng dây an toàn. Không phải sao? Ngồi trong xe, anh nhịn không được mà lén nhìn cô. Đẹp không? Selim vội chuyển đề tài, anh bảo cô đừng nghĩ cô và anh không phải người cùng một thế giới. Cô là người thông minh, chắc chắn biết suy nghĩ này rất ấu trĩ. Nhưng Sarah lại không trả lời. Cô hỏi anh sẽ không buông tay phải không? Nếu anh muốn buông bỏ thì đã không bắt đầu rồi. Lời của Selim lại lần nữa xoa dịu sự bất an của cô. Hôm sau, cô và Birikik gặp nhau ở trường. Cô ta châm chọc Sarah, hỏi cô sao lại đi một mình, bạn trai cô đâu? Đúng lúc này Selim đi tới. Birikik cố tình bảo anh rằng mình không thấy kính mắt đâu, chắc rơi ở phòng tắm nhà anh rồi. Nhưng Selim lại nói thẳng cô ở trong nhà tôi có 2 phút, sao rơi kính trong nhà tắm được. Birikik xấu hổ không nói thành lời, còn Sarah thì không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó, cô đến tìm bạn thân nói chuyện về Selim. Bạn thân hỏi cô trong trường có rất nhiều người giống Selim, họ đều là con nhà giàu, cả ngày ăn chơi lêu lổng. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện thì Selim lại chăm chỉ học hành, cô đã làm thế nào vậy? Bạn thân bảo chỉ có một khả năng, đó là Selim yêu cô thật lòng. Sarah không trả lời, nhưng nụ cười trên mặt cô đã không thể giấu nổi, lúc này trong lòng cô thấy vô cùng thoải mái. Đúng lúc này Selim đến tìm cô. Bạn thân thấy thế cũng tự động rời đi. Selim mời cô cùng đi ăn tối với anh. Nhưng Sarah lại nói chúng ta chia tay rồi, không cần ăn cơm cùng nhau nữa. Selim liền nói đây chỉ là một bữa tối giữa bạn bè với nhau thôi. Cuối cùng cô cũng đồng ý lời mời chân thành của anh. Nhưng cô nói mình không muốn đến nhà hàng cao cấp, bởi cô không thích những quy tắc ở đó. Mặc dù nói là bữa tối đơn giản nhưng cô vẫn ăn mặc rất lộng lẫy. Cô đẹp đến nỗi mẹ cũng phải không ngừng khen ngợi. Sarah đi đến bên cửa sổ nhìn thì thấy Selim đã đợi dưới tầng rồi. Chàng trai bị cô gái trước mặt mê hoặc hoàn toàn. Tình yêu trước nay luôn là sự rung động trong một khoảnh khắc, sau đó biến thành tình cảm không khống chế được. Cho dù họ đã chia tay, nhưng tình yêu thì chưa từng biến mất. Selim lịch sự mời cô lên xe, cô cũng vui vẻ đồng ý. Mẹ Sarah cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện, bà biết con gái đã yêu con trai của mối tình đầu. Hơn ai hết bà hiểu gia tộc đó phức tạp như thế nào. Nhưng con gái bà đã yêu người ta sâu đậm, bà chỉ có thể thề trong lòng rằng nếu họ bắt nạt cô thì bà sẽ không tha cho họ. Selim đưa Sarah đến nhà của bà nội. Phong cách đơn sơ, giản dị của căn nhà đã thu hút sự chú ý của cô. Trước nay cô chưa từng nghĩ một công tử như Selim sẽ thích không gian như vậy. Selim bảo cô anh thích sự yên tĩnh ở đây, không giống như không khí căng thẳng ở nhà, anh và bố động một tí là gây gổ. Lúc này Sarah mới hiểu cuộc sống của anh không hề vui vẻ. Rõ ràng đây đã nỗi đau mà anh không muốn nhắc tới.
Anh kéo cô đến bên bàn ăn đã chuẩn bị từ trước. Thức ăn ở đây đều do anh tự tay làm. Buổi tối hôm nay khiến Sarah cảm nhận được tâm ý của Selim. Sau bữa tối, hai người ngồi bên lò sưởi nói chuyện. Selim rất tò mò, cô xinh đẹp thế này sao lại chưa yêu đương bao giờ? Sarah bảo cuộc sống của mình trước nay chỉ có học hành, làm việc, gia đình, không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Selim liền hỏi vậy tại sao mình lại là ngoại lệ? Sarah trầm mặc, cô cũng không biết tại sao nữa. Tình yêu chính là thế đó, không có tại sao, chỉ có những tình cảm sâu đậm đến mức không khống chế nổi. Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc này khiến người ta nằm mơ nhớ đến cũng thấy vui vẻ. Sarah sau khi tỉnh lại vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc tối qua. Khi cô đi ra ngoài thì Selim đã đợi bên dưới. Trên đường đi, anh nhận được lời chúc mừng sinh nhật của chị gái. Lúc này Sarah mới biết hôm nay là sinh nhật anh. Cô trách anh tại sao không nói với mình. Selim lại bảo không có gì quan trọng, mình cũng không để ý. Hơn nữa không phải tối qua cô đã chúc mừng anh rồi sao? Mặt cô hiện lên sự ngượng ngùng. Sau đó cô hẹn anh đến công viên, cô chuẩn bị bánh kem và nến cho anh, còn bảo anh ước đi. Selim nhắm mắt lại cầu nguyện. Khoảnh khắc anh thổi nến, hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nồng đượm. Sau một nụ hôn sâu, Selim nói điều ước của mình đã được thực hiện rồi. Lúc này Biriki cũng chuẩn bị cho Selim một bữa tiệc hoành tráng. Khi Selim đến thì trên màn hình đang phát video của mình khi còn bé. Nhìn mẹ trên màn hình, anh rơm rớm nước mắt. Đây chính là quà mà người cha tài phiệt chuẩn bị cho anh. Selim nói một tiếng xin lỗi với cha, sau đó hai cha con ôm lấy nhau. Hiểu lầm giữa hai cha con họ cuối cùng cũng được hóa giải, tình cảm cha con lại tốt như xưa. Biriki đi lên ôm lấy Selim nói chúc mừng sinh nhật. Lúc này, Sarah mặc một chiếc váy đen đi xuống. Cô vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Selim cũng lập tức đi đến, hôn cô một cái ngay trước mặt mọi người. Selim giới thiệu cô với mọi người, ai cũng vui, chỉ có người mẹ kế là ra vẻ suy tư. Bởi vì cô ta đã có thai rồi, cô ta muốn dọn sạch đường cho đứa con trong bụng mình, cướp hết tình yêu của cha Selim. Mà bữa tiệc hôm nay chính là sự bắt đầu. Lúc này, Birak lâu chưa lên sóng cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn bạn thân ôm người mình thích, anh ta thấy như bị phản bội. Anh ta nén cơn giận lại rồi đi chào hỏi mọi người. Lúc này, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Nhìn thấy người đàn ông, Selim và bố đứng sững sờ bởi ông ta không nên xuất hiện ở đây. Ông ta đã chết trong một vụ tai nạn xe rồi mà. Mà người gây ra tai nạn chính là Selim. Quan trọng hơn là người bố tài phiệt của anh nói với anh ông ta đã chết rồi. Selim không hiểu sao bố lại lừa mình, sao người này lại xuất hiện ở đây. Cậu công tử nhà giàu đón sinh nhật nhưng quay ra lại thành kẻ thù với cha. Bí mật ông giữ kín 10 năm qua đã bị anh phát hiện, chỉ một người đàn ông què chân xuất hiện trong bữa tiệc. Đáng lẽ người này phải chết trong vụ tai nạn do Selim gây ra rồi chứ. Selim không dám tin, anh hỏi bố rõ ràng ông đã nói với mình là người đã chết, sao bây giờ ông ta lại đứng ở đây? Nhưng bố anh lại không trả lời được. Không nhận được đáp án, cảm xúc của Selim hoàn toàn bùng nổ. Bao năm qua anh phải mang tội giết người, áp lực trong lòng anh lớn biết bao chứ. Anh tức giận rời khỏi bữa tiệc. Anh dầm mưa đi đến bên mộ mẹ. Selim tâm sự hết những nỗi lòng của mình với mẹ. Bao năm qua anh lớn lên dưới áp lực của cha, nhưng không ngờ giờ tất cả đều là lừa dối. Anh hận ông ấy. Selim hồn bay phách lạc trở về nhà bà nội. Sarah đã đợi anh ở đó từ lâu. Selim ôm chặt lấy cô, trái tim lạnh giá cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Anh kể lại tất cả những gì mình đã trải qua với cô. Cô an ủi anh nói dù có xảy ra chuyện gì cô sẽ mãi mãi đối mặt cùng anh. Hai người cứ thế dựa vào nhau, nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Một lúc sau chuông cửa vang lên. Sarah mở cửa ra thì thấy người đến là Birak. Birak định đến an ủi anh em tốt nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Người con gái mình thích lại ở trong nhà bạn thân mình. Trong lòng Birak rất phức tạp, anh ta rời đi ngay lập tức. Sáng hôm sau, Selim trở về nhà tìm cha. Anh hỏi ông sao lại lừa mình, anh nhất định phải biết tại sao. Ông Ihsan biết chuyện này không giấu được nữa nên kể hết mọi chuyện ra. Thì ra từ khi mẹ anh qua đời, Selim bắt đầu sa ngã, cả ngày uống rượu ăn chơi, đổ hết tội lỗi về cái chết của mẹ anh lên đầu ông cho nên không thèm nghe theo sự dạy dỗ của ông. Đến tận khi anh uống say đâm vào người ta, đối phương chỉ bị thương nhẹ nhưng để anh an tâm, ông cho đối phương một số tiền để ông ta biến mất rồi lừa Selim rằng người đã chết. Ông cho rằng đây là một lời nói dối thiện chí. Nhưng ông không hề nghĩ sẽ khiến con trai đau khổ như vậy. Sau khi biết chân tướng, Selim không thể nào tha thứ cho cha được. Anh nói ra một câu tàn nhẫn nhất với ông. Người chết nên là ông chứ không phải mẹ tôi. Quan hệ của hai cha con họ hoàn toàn rạn nứt. Ông Ihsan tức giận lệnh thuộc hạ lập tức đi tìm người đàn ông kia. Ông ta muốn biết tại sao ông ta lại xuất hiện ở bữa tiệc. Nhưng thuộc hạ lại nói ông ta đã trốn mất rồi. Mẹ kế ngồi bên thở phào một tiếng. Thì ra là cô ta mua chuộc để người đàn ông đó xuất hiện tại bữa tiệc. Mục đích là để chia rẽ tình cảm cha con Selim. Bởi cô ta đã mang thai rồi, chỉ cần hai cha con họ trở mặt, con cô ta sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc. Hiện tại, cô ta đã sắp đạt được mục đích rồi. Chị Selim biết nếu cứ thế này thì gia đình mình sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Thế là cô nói chuyện này cho bà nội. Thực ra bà nội mới là người nắm quyền thực sự của gia tộc này. Lúc này khách sạn chỗ Sarah làm việc cũng bắt đầu bận rộn bởi vì họ nhận được thông báo quản lý cấp cao sắp đến đây. Mọi người đều tò mò chủ nhân thực sự của khách sạn là ai. Selim đã đi đón bà từ lâu.
bà nội rất cưng chiều đứa cháu trai duy nhất này. Nhưng bà đã già rồi, tim lại không khỏe, nếu không phải chuyện lần này gấp thì bà đã không ngồi máy bay đi xa như thế. Xe lim đưa bà nội đến khách sạn của gia tộc. Giám đốc khách sạn vội chạy ra đón, hỏi bà nội có cần người đi theo phục vụ không. Nhưng bà nội lại bảo không cần, bà muốn về phòng nghỉ ngơi. Sau đó bà bảo xe lim về đi rồi một mình đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Đúng lúc này thì bà gặp Sarah đang quét dọn. Sarah đang định đẩy xe đồ vào thang máy thì bà hỏi sao không đi thang máy cho nhân viên. Sarah bảo thang máy cho nhân viên hỏng rồi, bà mới không nói gì nữa. Nhưng bà hoàn toàn không biết cô chính là bạn gái của cháu trai bà. Sarah rất tò mò về người phụ nữ quý phái này, bởi người có thể ở tầng cao nhất đều rất quyền lực. Khi nhìn thấy bà bước vào phòng chuẩn bị cho chủ khách sạn, cô mới biết thì ra bà là chủ khách sạn. Bà nội vừa đến khách sạn thì bố Selim cũng chạy đến. Bà nội không hề nể mặt mà trách mắng ông ấy. Mẹ rất vui vì hôm nay được gặp Selim. Mắt nó rất thâm, chắc chắn là do ngủ không đủ giấc. Mẹ cảm nhận được nó rất mệt mỏi. Nhưng trong mắt nó không có chút tức giận nào. Mẹ nói quá rồi đó. Sao lại quá chứ? Nhân tiện nói rõ xem ai là người sai. Bao năm qua con luôn nói nó là một tội phạm giết người, con biết nó ân hận thế nào không? Sau đó bà nhắc đến mẹ kế của Selim. Con kết hôn với một người phụ nữ không ra gì, cô ta đã thay đổi con rồi. Sao lại nói đến chuyện này, hôn nhân của con thì sao chứ? Đừng cắt lời mẹ. Nếu người phụ nữ đó để cháu mẹ phải buồn thì đừng trách mẹ trở mặt. Cơn giận của mẹ con không thể tưởng tượng được đâu. Tiện đây nói luôn, chỉ cần mẹ còn sống thì không ai bắt nạt được cháu mẹ, cũng không ai được đuổi nó ra ngoài. Có thể thấy bà nội cũng không hài lòng với mẹ kế của Selim. Còn lúc này mẹ kế đang tìm cách chuyển tiền của công ty đi. Bà nội ở trong khách sạn bỗng nhiên đau tim rồi ngã ra đất. Phục vụ bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động. Cô biết người trong phòng là một bà lão nên đi đến gõ cửa hỏi thăm, nhưng mãi không có ai trả lời. Thế là cô dùng thẻ nhân viên của mình mở cửa ra. Thấy bà nội ngã trên đất, cô vội vã gọi xe cứu thương đưa bà đến bệnh viện. Sarah gọi điện báo chuyện này cho Selim, anh lập tức chạy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo anh may mà bà được đưa đến bệnh viện kịp thời nên mới không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy Selim mới yên tâm đôi chút, sau đó bố anh cũng đến. Selim vẫn để tâm chuyện bố lừa gạt mình, thế là hai người vừa gặp đã cãi nhau. Lúc này bà nội cũng tỉnh lại bảo Selim ra ngoài, bà có chuyện muốn nói với cha anh. Đợi khi anh ra ngoài, bà nội bảo cha anh, con phải xin lỗi Selim, phải thừa nhận hết sai lầm của mình, như vậy hai cha con mới hòa hợp được. Trong tình huống này, mẹ nói gì thì người làm con trai như ông cũng phải nghe. Còn Selim ở bên ngoài vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của bà nội. Lúc này, Serotan làm cũng chạy tới. Selim vô cùng cảm kích vì cô đã cứu bà mình. Cô liền bảo bà không sao là được. Lúc này, cha Selim đi ra khỏi bệnh viện. Ông cảm ơn Sarah rồi bảo Selim rằng bà gọi anh vào. Thế là Sarah bảo mình phải về nhà trước. Để cảm ơn cô, ông Isan đề nghị được đưa cô về nhà. Hai người vừa đến nơi thì gặp mẹ Sarah đi mua đồ về. Bà chính là mối tình đầu của ông Isan. Không ngờ sau nhiều năm họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhưng hai người không nói gì. Nhìn bề ngoài có vẻ hai người rất lạnh nhạt nhưng trong lòng lại vô cùng xáo động. Lúc này ông Isan mới biết bạn gái của con trai mình chính là con gái của mối tình đầu. Không ngờ vận mệnh lại đưa gia đình hai người lại gần như thế. Lúc này, mẹ kế của Selim đã lấy trộm được một khoản tiền lớn của công ty rồi đưa cho bố cô ta cất giữ. Tối đó, ông Isan đến tìm Selim, ông thành tâm xin lỗi anh. Selim rất ngạc nhiên, bởi hơn ai hết anh hiểu rõ tính cách bố mình. Đừng nhìn bố như vậy, cho dù là bố thì làm sai cũng phải xin lỗi. Xin lỗi, con trai à? Nhờ thành ý của ông Isan, mâu thuẫn của hai cha con dần được xoa dịu. Ông bảo Selim rằng mình sẽ đón bà về nhà, không muốn bà phải ở trong khách sạn nữa. Ông mong Selim cũng có thể về nhà, mọi người có thể cùng nhau ăn cơm. Selim đồng ý với ông. Hôm đó, Birikik ngồi taxi, không cẩn thận làm rơi đồ trên đó. Tài xế taxi đưa gói đồ cho bảo vệ trường học. Đúng lúc cô gái con nhà hàng xóm của Sarah nhìn thấy. Cô ta mở gói đồ ra thì thấy một cái đồng hồ đắt tiền. Cô ta nháy mắt với bảo vệ, anh ta lập tức hiểu ý cô. Nhưng anh ta không biết chỗ nào bán được, thế là anh ta đến tìm chị mình cũng chính là mẹ kế của Selim. Cô ta biết đây là đồng hồ của Birikik thì đoán tương lai nó có thể hữu dụng nên đã giữ nó lại. Khi cô ta trở về nhà, nghe người hầu bảo bà nội đến rồi thì khuôn mặt đang lạnh lùng lập tức mỉm cười. Cô ra tỏ ra rất vui vẻ chào hỏi bà nội nhưng lại bị bà tránh né. Nhưng cô ta cũng chỉ có thể chịu đựng bởi cô ta biết bà chính là người quyền lực nhất cả nhà. Bà nói sau này mình sẽ sống ở đây, Asena biết sau này mình khó sống rồi. Hôm đó, Selim đưa Sarah về nhà mình ăn cơm. Sarah chào hỏi mọi người trong nhà anh, cuối cùng lễ phép chào hỏi bà nội. Bà nội cũng rất thích cô gái lễ phép này. Lúc này bà còn chưa biết chính cô đã cứu bà một mạng. Nhưng việc bà thích Sarah cũng đã khiến Asena thấy bất mãn. Trên bàn ăn, hiệu trưởng khen Sarah là một sinh viên ưu tú, đến cả sinh viên kém như Selim vào tay cô cũng học giỏi hơn. Ông Isan cảm ơn tất cả những điều mà Sarah đã làm cho Selim. Sarah lại bảo đây là điều sự cố gắng của Selim, anh vốn rất thông minh, trước giờ chỉ là không quan tâm chuyện học hành mà thôi. Khéo léo như vậy ai mà không thích chứ? Nhưng Asena lại nói đúng đó, tâm trí của anh đều dùng để nhắm vào người nhà rồi. Cậu nói của cô ta khiến tất cả mọi người đều không vui vẻ.
Bà nội bèn nói cháu trai tôi chỉ nhắm đến những người nên nhắm thôi. Một câu đã khiến Asen á khẩu. Sau đó cô ta lại hỏi Sarah làm nghề gì. Sarah lại bảo mình vừa đi học vừa làm lau dọn trong khách sạn. Lúc này bà nội mới nhớ ra mình từng gặp cô trong khách sạn. Bà liên tục khen cô là một cô gái có chí tiến thủ. Asena lại nói công việc của cô mất mặt quá nhỉ. Tất cả mọi người đều liếc nhìn cô ta, câu gì không nên nói thì đừng có nói. Selim bảo với bà nội rằng Sarah là người cứu bà trong khách sạn. Bà trách anh sao bây giờ mới nói với mình chuyện quan trọng như vậy. Nhưng Sarah lại bảo không có chuyện gì đâu, bà không sao là tốt rồi. Mọi người đều thấy cô rất hiểu chuyện nhưng Asena lại tiếp tục mở miệng nói sao cô cứ nói mình như thiên sứ vậy. Bà nội và cha Selim lập tức lườm cô ta. Không biết cô ta giả vờ hay ngu thật mà lại không biết mình nói chuyện vô duyên thế nào. Mẹ Sarah biết cô đến nhà mối tình đầu của mình. Bà hiểu rõ gia đình đó phức tạp thế nào. Bà bắt đầu lo lắng con gái mình sẽ bị bắt nạt. Sự thật chứng minh sự lo lắng của bà là đúng. Ăn tối xong Sarah và gia đình Selim quây quần trò chuyện. Giữa chừng thì Asena bỏ đi một lúc nhưng không ai quan tâm cô ta muốn làm gì. Sau đó khi Sarah chuẩn bị đi về thì người làm cầm túi đến cho cô không may làm rơi túi xuống đất. Lúc này trong túi rơi ra một chiếc đồng hồ. Asena nhặt đồng hồ lên giả vờ xem xét một lát rồi nói đây là đồng hồ của Birikik. Cô ta hỏi Sarah sao đồng hồ của Birikik lại ở trong túi cô. Nhưng Sarah còn chưa thấy chiếc đồng hồ này bao giờ chứ đừng nói đến chuyện sao nó lại ở trong túi cô. Sarah uất ức nói không ra lời. Mọi người đều đang nhìn cô, đợi cô giải thích. Sarah sợ đến sắp rơi nước mắt, cô vội nhìn Selim cầu cứu. Cuối cùng Selim cũng phản ứng lại. Anh lập tức bảo mình để đồng hồ vào túi cô. Ông Isan lập tức xin lỗi Sarah. Sau đó Selim đưa Sarah về nhà. Asena tỏ ra thất vọng, cô ta không ngờ lần này lại không thu hoạch được gì. Selim chở Sarah về đến nhà rồi quay ra hỏi cô chuyện đồng hồ là thế nào. Sarah hỏi, không phải anh để vào túi em sao? Anh liền giải thích rằng anh làm thế là để giải vây cho cô. Lúc này cô mới hiểu thì ra anh và người nhà giống nhau đều nghĩ là cô lấy trộm. Sarah vô cùng thất vọng, anh thật đáng ghét, thật mất mặt, em còn tưởng anh là đàn ông chân chính cơ. Selim muốn giải thích rằng mình không có ý đó nhưng Sarah đang tức giận hoàn toàn không nghe anh nói, anh chỉ có thể đi về trước. Còn Sarah không hề đi vào nhà, cô đến công viên ngồi khóc. Lúc này con gái nhà hàng xóm đi qua, cô ta hỏi Sarah có chuyện gì. Khi biết Sarah bị hãm hại vì một chiếc đồng hồ, cô ta lập tức nhớ đến chiếc đồng hồ mình và tên bảo vệ nhặt được. Dường như cô ta đã hiểu ra gì đó. Sau đó Sarah mang theo đôi mắt sưng húp về nhà, mẹ vội hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Sarah không nói nhưng bà vẫn hiểu có chuyện gì, nhất định là người nhà kia bắt nạt con gái bà. Thế là hôm sau bà ăn mặc thật khí chất rồi đến tìm người đàn ông kia đòi một lời giải thích. Con gái lần đầu tiên ra mắt nhà bạn trai đã bị coi là trộm, bà đương nhiên phải ra mặt. Người trong lòng ngày đêm nhớ mong đứng trước mặt, ông Isan chưa sóng gió nào chưa gặp bỗng chốc trở nên lúng túng. Mẹ Sarah nói là nhà ông mời con gái tôi đến nhà làm khách, vậy mà lại coi nó là kẻ trộm, ông có ý gì hả? Ông vội giải thích rằng chỉ là hiểu lầm thôi, ông đã thay mặt người nhà xin lỗi Sarah rồi. Mẹ Sarah hỏi ông vậy tại sao con gái tôi lại khóc đi về, tôi cảnh cáo ông nếu các người còn bắt nạt con gái tôi thì tôi sẽ san bằng nhà các người. Nghe bà uy hiếp nhưng ông Isan không hề tức giận. Dù sao năm đó là ông có lỗi với bà, bây giờ ông không cho phép con trai mình làm tổn thương con gái bà. Ông nói con trai mình rất yêu con gái bà, còn hứa sẽ không để ai bắt nạt Sarah. Mẹ Sarah nói tốt nhất là như vậy bởi năm đó là ông nợ tôi. Nói xong bà tức giận bỏ về, lúc này trong lòng ông Isan đã bắt đầu dậy sóng. Lúc này, Birak đang cãi nhau với bố bởi vì từ sau tai nạn lần trước bố đã hạn chế tiền cho anh ta, còn tịch thu nhà và xe của anh ta. Bây giờ anh ta chỉ có thể ở tạm trong một nhà nghỉ nhỏ, cuộc sống rất khổ cực, mà cuộc nói chuyện của anh ta với bố đã bị Sarah nghe thấy. Sarah tò mò giờ anh ta thảm như thế, sao không nhờ bạn thân giúp đỡ. Nhưng Birak lại bảo không muốn người khác thương hại mình, anh ta bảo cô đừng nói cho Selim biết. Đúng lúc này Selim đi đến, Sarah thấy anh đến thì quay người bỏ đi. Birak hỏi hai người cãi nhau hả, nhưng lúc này Selim không có tâm trạng mà giải thích với anh ta. Anh chào hỏi Birak một chút rồi đuổi theo Sarah. Sau đó, anh tìm được cô trong thư viện trường. Anh xin lỗi cô vì hành động hôm qua của mình. Nhưng cô lại bảo hành động của anh đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của cô, bảo anh nhanh đi đi. Cô không muốn gặp anh cũng không muốn nghe anh nói chuyện. Thấy anh không chịu đi cô đành bỏ đi trước. Selim ngồi đó, cố gắng suy đoán xem là ai hại Sarah. Bỗng nhiên anh hiểu ra rồi. Selim về nhà tìm mẹ kế, anh nói mình biết người hại Sarah chính là cô ta, nhưng cô ta lại nói không có bằng chứng thì đừng có nói bừa. Selim biết Asena sẽ không thừa nhận nên cảnh cáo cô ta rằng những thứ cô làm với Sarah tôi sẽ từ từ trả lại cho cô, chúng ta cứ đợi mà xem. Bề ngoài Asena có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Đúng lúc này, cô ta nhận được điện thoại từ công ty. Ông Isan đã bắt đầu điều tra sổ sách, chuyện cô ta ăn cắp tiền sắp không giấu nổi rồi. Bực thật, sao tự nhiên lại kiểm tra chứ? Con yêu mau ra giúp mẹ đi. Selim lái xe đến dưới nhà Sarah. Anh định đi lên tìm cô nhưng nghĩ đến chuyện cô bảo không muốn gặp lại anh nữa. Anh bèn ngồi lại trong xe đợi, đợi một lần đến tận sáng hôm sau. Thấy Sarah không xuất hiện, Selim sốt ruột đến rơi nước mắt. Lúc này, con gái nhà hàng xóm đi qua nhìn thấy Selim. Cô ta nói mình biết anh và Sarah đang cãi nhau, để tôi đưa anh tới một nơi.
Sau đó cô ta đưa Selim tới chỗ của Baba. Baba xông lên hỏi anh rằng có phải anh chọc giận Sarah không? Selim bảo anh ta có tư cách gì quản chuyện của họ chứ? Thấy Selim kiêu căng như thế, Baba liền đấm cho anh một cái. Sau đó hai người lao vào đấm nhau. Đúng lúc này Sarah đi đến. Cô kéo hai người ra, tức giận mắng hai người là trẻ con sao, lớn vậy còn đánh nhau không thấy xấu hổ sao, hai người như trẻ con làm sai đứng im nghe Sarah dạy dỗ. Sarah thấy ông chú đang đứng bên xem trò thì cũng nói luôn cả ông, bảo ông không thấy hai người họ đang chảy máu sao, mau đi lấy thuốc cho họ đi. Sau đó, cô tức giận bỏ đi. Đúng là không đánh không quen, Baba bảo Selim rằng mẹ kế anh là người để đồng hồ vào túi Sarah. Thì ra sau khi cô em hàng xóm biết Sarah bị vu oan vì một chiếc đồng hồ thì cô ta đã đi tìm tên bảo vệ hỏi anh ta đã đưa đồng hồ cho ai, biết đối phương đã bán đồng hồ cho chị gái, cô ta liền hiểu ra. Sau đó cô ta nói chuyện này cho bạn thân Baba. Cuối cùng Selim cũng chắc chắn rằng mẹ kế hại Sarah. Lúc này có hai người đàn ông tới tìm mẹ Sarah. Bởi vì trước kia túng thiếu bà đã vay rất nhiều tiền nên giờ họ đến đòi. Nhưng giờ bà lấy đâu ra tiền mà trả chứ? Đúng lúc này ông Isan đi đến. Thấy người yêu cũ bị người đến đòi nợ, ông vội đứng chắn trước mặt bà. Ông nói tiền thôi mà tôi có nhiều, bà ấy nợ các người bao nhiêu tôi trả. Sau đó ông bảo bà ngồi lên chiếc xe sang trọng của mình. Bà nói số tiền này là mình mượn ông, sau này mình sẽ trả. Nhưng ông là một tài phiệt, sao ông có thể để ý chút tiền đó chứ? Sau đó ông đưa mẹ Sarah tới công ty, còn dặn thư ký không được cho ai vào văn phòng của mình. Còn vợ ông thì đã lén chuyển một số tiền lớn của công ty ra ngoài khiến sổ sách công ty không khớp. Bây giờ bộ phận tài chính đã điều tra tới chỗ cô ta. Cô ta đành dùng thân phận đuổi đối phương đi. Nhưng cô ta biết đây chỉ là cớ tạm thời. Muốn không bị nghi ngờ, cô ta phải nhờ chồng ra mặt chống lưng. Thế là cô ta gọi điện cho chồng tỏ vẻ đáng thương nhưng lại không có ai nghe máy. Chuyện cấp bách nên cô ta vội đến công ty tìm chồng. Mà lúc này chồng cô ta đang ngây người nhìn mối tình đầu trong văn phòng. Năm đó họ yêu nhau biết bao nhưng vì gia tộc ngăn cấm nên không thể ở bên nhau. Bây giờ con cái của họ lại yêu nhau, duyên phận thật kỳ diệu. Cuối cùng ông Isan nói ra mục đích đến tìm bà XU. Ông hỏi bà sao con gái bà lại nghỉ việc. Bà nói lần đầu tiên con gái bà đến nhà ông đã bị coi là trộm, lòng tự trọng của cô không cho phép cô tiếp tục làm việc ở khách sạn của nhà họ. Bây giờ Sarah đang tìm công việc khác rồi. Ông Isan bảo Sarah và bà rất giống nhau ở điểm này. Lòng tự trọng cao là chuyện tốt, nhưng nếu quá cao thì lại là chuyện xấu. Năm đó gia đình bà gặp chuyện, nhưng bà lại vì lòng tự trọng mà từ chối sự giúp đỡ của ông, để rồi phải chịu bao nhiêu vất vả, khổ cực, vì vậy chuyện tìm việc của con gái bà lần này cứ để ông lo. Bà ít yêu nghĩ lại năm đó rồi nói chồng mình vì làm ăn thất bại mà bỏ trốn. Đến giờ vẫn không rõ tung tích, con trai không chịu nổi đả kích mà rời xa nhân thế. Bây giờ bà và con gái sống dựa vào nhau, con gái đã theo bà chịu khổ bao năm qua. Nghĩ đến lại đau lòng, bà không nhịn được mà rơi nước mắt. Ông Isan vội vàng an ủi bà. Tay hai người nắm lấy nhau ấm áp như năm đó. Lúc này vợ ông Isan đã đến công ty. Cô ta mặc kệ thư ký ngăn cản mà mở cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mặt khiến cô ta vô cùng kinh ngạc. Cô ta chất vấn chồng người phụ nữ này là ai. Ông Isan giải thích rằng bà là bạn cũ, nhưng Asena hoàn toàn không tin. Bà ít yêu thấy thế liền bỏ về. Sau khi biết mẹ kế hãm hại bạn gái mình, Selim đến tìm em trai cô ta, uy hiếp nếu anh ta khai thật nếu không thì sẽ phải cút khỏi trường học. Cuối cùng cũng xác nhận được hành động của mẹ kế, Selim vô cùng tức giận, muốn về nhà hỏi tội cô ta. Mà lúc này trong nhà cũng đã nổi giông tố rồi. Lúc này ông Isan nhận được điện thoại của công ty, tâm trạng ông bỗng chốc trở lên kích động. Sau khi xác nhận lại lần nữa, ông cúp điện thoại, Asena lập tức thấy không ổn. Quả nhiên ông Isan đi về phía cô ta. Thì ra chuyện cô ta trộm tiền của công ty bị phát hiện rồi. Ông Isan vô cùng tức giận nói vậy mà cô dám lấy tiền của tôi sau lưng tôi. Cô làm mất mặt cả gia tộc này rồi. Asena lập tức chuyển đề tài nói tôi trộm tiền còn ông thì trộm làm gì. Ông liền nổi giận nhắc lại đó chỉ là một người bạn của mình. Asena còn định biện minh thì ông Isan đã đề nghị ly hôn. Asena lập tức xoa bụng mình rồi ngồi lên ghế sofa nói mình có thai rồi. Ông Isan bất ngờ đến sững giờ. Thì ra trước khi kết hôn hai người đã ký thỏa thuận rằng Asena không được mang thai để tranh giành tài sản. Bà nội vô cùng tức giận. Tôi biết sớm muộn gì cô cũng làm vậy mà. Lúc này cửa nhà mở ra là Selim trở về. Anh định về nhà hỏi tội mẹ kế nhưng khi nghe cô ta có thai anh lại âm thầm đóng cửa lại rời đi. Trên mặt mẹ kế lộ ra nụ cười chiến thắng. Làm thế nào để dỗ bạn gái đang tức giận? Đầu tiên bạn phải giao nộp chìa khóa xe và điện thoại của mình. Đừng hỏi tại sao phải nộp cả điện thoại, sau này nó sẽ có tác dụng lớn đó. Sau đó bạn phải quỳ xuống. Chú ý, lúc này tuyệt đối không được nói xin lỗi. Bạn phải nói bây giờ anh cũng là của em. Sau đó bạn gái sẽ nói với bạn em tha cho anh. Anh đứng lên đi. Cuối cùng Selim cũng dỗ được bạn gái. Còn cha anh thì đang cãi nhau với mẹ kế anh đến mức đòi ly hôn. Bởi vì mẹ kế anh không chỉ lén lút lấy tiền của công ty mà còn có quan hệ bất chính với huấn luyện viên phòng thể hình. Mẹ kế ỷ vào chuyện có thai nên không hề sợ hãi. Nhưng ông Isan lại nói trước khi kết hôn chúng ta đã ký thỏa thuận cô không được có con nhưng bây giờ cô lại giấu tôi có con.
Ông nói tài sản của gia đình tôi là của Selim, cho dù cô có thai cũng đừng mong lấy được một đồng. Arsenal uất ức nói mình muốn về quê ở với bố mẹ cả đời. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Hôm sau bà nội tới tìm con trai, nhưng lần này không hề trách mắng con trai. Ông Ihsan nói con không ngờ người vợ con thương yêu lại lừa dối con như vậy. Sao trước đây con không thấy cô ta là loại người như vậy chứ? Bà nội an ủi nói chuyện này không thể trách con bởi mỗi người đều có một bộ mặt khác. Người càng gần bên càng khó nhìn ra. Bà hỏi con trai tiếp theo định làm gì. Ông Ihsan liền bảo đã nhờ luật sư chuẩn bị giấy tờ ly hôn. Lúc này, Selim và Sarah đang cùng các bạn ra ngoài chơi. Anh nói người bỏ đồng hồ vào túi cô chính là mẹ kế của mình. Cô hỏi anh đã nói cho bố biết chưa thì anh nói không cần. Mẹ kế đã để lộ dã tâm của mình nên bố anh quyết định ly hôn. Sarah thấy rất khó hiểu, sao chuyện ly hôn lại dễ nói ra như vậy. Selim nói có lẽ bản thân gia đình mình đã có vấn đề rồi. Sarah trầm mặc không nói. Bỗng một trận gió lạnh thổi qua, Selim đưa cho cô cốc trà nóng, so với hơi ấm trên tay, lúc này tim Sarah ấm áp hơn cả. Buổi tối khi hai người đang định về phòng ngủ thì Selim ôm lấy cô nói không muốn rời xa cô. Đương nhiên Sarah hiểu anh có ý gì nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý. Thế là Selim quay người trở về phòng mình. Sarah nhìn anh một cái, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nói không thành lời. Hai người ai về phòng nấy? Mặc dù người yêu không thể ở bên nhưng trái tim họ vẫn ở cạnh nhau, chỉ nghĩ về đối phương, mỉm cười vì đối phương. Lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Sarah cầm lên xem thì thấy là điện thoại của Selim. Cô không nghĩ nhiều mà cầm điện thoại đi tìm anh. Khi anh mở cửa, cô không tự chủ được mà nhìn vào người anh. Bỗng chốc cô thấy rất lúng túng nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Cô nói điện thoại anh reo, là bà nội gọi, chắc có chuyện quan trọng, anh mau gọi lại đi. Bà nội đúng là quân sự đắc lực. Chàng trai nhẹ nhàng bày tỏ tình cảm với cô gái ở bên, chờ mong cô sẽ đáp lại. Nhưng cô lại không nói ra câu mà anh muốn nghe. Anh không thể hiểu nổi, anh hỏi lẽ nào cô không yêu mình sao, còn Sarah thì dường như có điều khó nói. Cô nói chúng ta ở bên nhau còn không đủ sao khiến Selim vô cùng buồn bã. Lúc này Sarah lại phát hiện trên người anh có rất nhiều vết sẹo nhưng anh lại không muốn giải thích. Dường như hai người đều có những mặt không muốn cho người khác biết. Lúc này Selim nhận được điện thoại của bố, ông trách anh sao tối qua không nghe điện thoại. Vốn Selim đang khó chịu nên đi ngay vào nhà vệ sinh cãi nhau với bố. Bố anh bảo tính cách kỳ quái như anh thì ai yêu nổi. Câu này đã chọc đúng chỗ đau của anh, đủ rồi. Đừng nói nữa. Sarah nghe thấy tiếng động vội chạy vào. Cô băng bó tay lại cho anh. Nhìn thấy máu chảy ra ngoài, theo thói quen từng làm nhân viên quét dọn, cô để khăn xuống dưới đất để máu không làm bẩn sàn. Nhưng hành động này lại chọc vào trái tim yếu đuối của Selim. Cô hỏi tại sao cô không quan tâm mình có đau hay không mà lại lo chuyện vô ích này. Anh vô cùng đau lòng, anh nghĩ cô cũng giống bố anh không hề yêu anh, vì thấy anh thất vọng lái xe rời đi. Mẹ mất sớm, bố luôn cưỡng ép, mẹ kế thì suốt ngày tính kế. Anh cho rằng không ai có thể hiểu và yêu mình. Vì vậy khi nội tâm anh càng khép kín thì anh lại càng khát khao được yêu. Còn Sarah từ nhỏ đã bị cha vứt bỏ, người anh cô quý nhất cũng bỏ cô đi khiến cô sự mất mát mà không dám yêu. Họ một người cần được yêu, một người sợ phải yêu. Dường như hai người ngay từ đầu đã không hợp nhau. Lúc này, bà nội lại đến tìm con trai, bảo ông nên đi đón vợ về. Dù ông có tức giận thế nào thì đứa trẻ cũng vô tội, đợi đứa bé ra đời rồi lại tính. Ông Ihsan đồng ý, Asena thường ngày đã quen với việc được phục vụ, trở về nhà cô ta cũng không hề thay đổi. Cô ta chê nhà nhỏ, còn bắt mẹ phục vụ như người ở rồi còn than rằng lạnh quá, biết vậy đã ở trong khách sạn. Lúc này, ông Ihsan cũng đi đến. Asena lập tức giả vờ ngoan ngoãn. Trên đường về nhà, cô ta hỏi ông Ihsan đã tha thứ cho mình rồi phải không, hai người họ làm hòa phải không. Nhưng ông lại nói mình không đến đón cô ta, mình đến đón đứa bé trong bụng cô ta, hai người họ đã kết thúc rồi. Bỗng chốc Asena như quả bóng bị xì hơi. Nhưng khi về nhà, đứng trước mặt người làm cô ta lại ra vẻ chủ nhân. Ông Ihsan đã chuẩn bị cho cô ta một món quà. Ông bảo người làm nói lại vụ chiếc đồng hồ. Người làm không hề do dự mà vạch trần Asena. Cô ta còn muốn giải thích thì bà nội đã nổi giận mắng cô ta quá ác độc. Thì ra Selim đã nói chuyện này cho cha. Sau đó Sarah nhận được điện thoại của bà nội nói ngày mai sẽ tới nhà cô chơi. Mẹ cô biết bà nội muốn đến đây chơi thì có phần hoảng hốt bởi bà từng suýt chút nữa trở thành con dâu của bà nội. Mà lúc đó bà nội còn rất thích đứa con dâu như bà. Nhưng đáng tiếc bà và ông Ihsan không thể ở bên nhau. Hôm sau bà Ikyu dậy từ sáng sớm, lấy bộ ấm trà mới ra rồi bảo Sarah dùng nó pha trà, mình có việc phải ra ngoài. Bà muốn nhân lúc bà nội chưa đến thì ra ngoài, nhưng không ngờ bà nội đã đến dưới nhà. Bà giả vờ bình tĩnh đi qua người bà nội. Bà nội chỉ nghĩ rằng đối phương hơi quen mặt chứ không quá quan tâm. Bà nội vào trong nhà Sarah, cô định đi pha trà cho bà thì bà lại bảo không cần. Hôm nay bà đến đây có hai chuyện, một là xin lỗi Sarah vì chuyện đồng hồ, hai là chuyện liên quan đến Selim. Selim không giống với những đứa trẻ khác. Từ nhỏ anh đã mất mẹ, bố lại không đủ quan tâm và yêu thương anh nên nội tâm anh vừa nhạy cảm vừa mong manh. Anh rất cần được yêu và được thấu hiểu. Cho nên nếu Sarah cảm thấy hai người ở bên nhau vui vẻ thì hãy giữ chặt Selim đừng buông tay. Còn nếu cô thấy hai người ở bên nhau không vui vẻ thì hãy buông tay sớm, đừng giày vò nhau thêm. Bởi hai người đều là những đứa trẻ ngoan. Sarah trầm mặc không nói. Trong lòng cô đã có quyết định.
Khi Burak và Sarah tìm được Selim thì cô không dám tin vào cảnh trước mắt. Burak nói đây là một mặt khác của Selim. Khi anh tức giận hoặc quá áp lực, anh sẽ giải tỏa bằng cách này. Nếu cô muốn thực sự bước vào thế giới của anh thì cô phải chấp nhận tất cả. Nhìn Selim vết thương chồng chất, Sarah định đi lên suất thì lúc này Birikik xuất hiện. Yêu một người là phải chấp nhận tất cả của đối phương sao? Từ khi mẹ ra đi, Selim mắc bệnh tâm lý nặng. Mỗi khi anh tức giận sẽ rất dễ mất khống chế cảm xúc. Cách anh giải tỏa cảm xúc chính là tham gia các trận đấu. Chỉ khi bị đánh bầm dập toàn thân thì áp lực trong lòng mới vơi đi. Những lúc này Birikik sẽ xuất hiện đưa anh về. Đây chính là cách Birikik yêu anh. Biết anh người toàn bụi bẩn nhưng Birikik vẫn mặc kệ mà ôm lấy anh. Anh muốn điên, cô điên cùng anh. Cho dù Selim tốt hay xấu, Birikik đều chấp nhận. Còn Sarah lúc này chỉ có thể đứng đó nhìn họ rời đi. Cuối cùng cô cũng hiểu lời bà nội nói. Giữ chặt hay buông tay, trong lòng cô đã có đáp án. Tối đó cô không thể ngủ ngon được. Bà ít yêu đương nhiên biết nỗi lòng của cô. Bà nói nếu con đã yêu sâu đậm, nếu chia tay khiến con đau đớn thì con đừng rời xa Selim. Bà bảo Sarah nếu kết cục sau này là xấu, lúc đó cô có thể đau đớn, có thể khóc nhưng trước đó thì không được từ bỏ. Lời của mẹ đã lay động Sarah. Cô nói hết nỗi lòng của mình cho mẹ nghe. Thì ra cô đang sợ nếu cô hết lòng yêu Selim thì sau này lỡ anh giống như bố vứt bỏ cô sẽ không thể nào chịu nổi. Bà ít yêu nói con đừng dùng bố để nhìn những người khác, như vậy con sẽ mãi mãi chẳng có kết quả gì. Đừng sợ tổn thương con gái à? Lời của bà đã cổ vũ tinh thần Sarah. Bên này, Birikik đã chuẩn bị xong bữa sáng cho Selim rồi gọi anh dậy. Cô ta bảo anh món anh thích đều ở đây. Bỗng anh hỏi cô ta còn cái gì về mình mà cô ta không biết không? Để mình nghĩ xem nào. Không có gì, mình còn hiểu cậu hơn cả cậu đó Selim à, cậu chắc chứ? Birikik nói mặc dù mình không nên nói vậy nhưng mình thực sự rất yêu anh. Selim nói cậu là người con gái tốt xứng đáng có được người thực sự yêu cậu. Birikik đương nhiên hiểu ý anh nhưng trong lòng cô ta chỉ có Selim. Cô ta cũng biết trong lòng Selim chỉ có Sarah. Nhưng vậy thì sao chứ, có thể nhìn người mình yêu yên tĩnh ngủ, cô ta đã thấy đủ rồi. Lúc này bỗng nhiên chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì ra là Sarah đến. Birikik thấy cô cũng không hào ngạc nhiên còn nói mình vẫn luôn đợi cô, mà lần này Sarah cũng không lựa chọn bỏ đi. Cho dù thấy quần áo hỗn loạn trên sofa, cô vẫn bình tĩnh bởi cô đã quyết định tin tưởng anh. Birikik nói Selim vừa uống thuốc xong đang ngủ, nếu cô muốn đi xem thì nhỏ tiếng chút. Nhưng Sarah lại nói cô không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Đột nhiên Birikik hỏi cô thực sự yêu Selim sao? Sarah trầm mặc. Birikik nói mình yêu anh, dù anh yếu đuối hay kiên cường mình vẫn yêu anh, dù anh hận mình vẫn yêu anh, còn Sarah thì sao, cô có yêu anh được như mình không? Sarah nói cô khâm phục cách Birikik yêu Selim, cô không biết mình có thể yêu anh được như Birikik yêu anh không nhưng cô biết cô yêu anh. Birikik nói nếu cô yêu thì phải dũng cảm hơn, đừng sợ mình bị tổn thương, cũng đừng sợ Selim bị tổn thương. Lời của Birikik giống như một lưỡi dao cắm sâu vào tim cô khiến cô lặng lẽ bỏ về. Sau khi Selim tỉnh lại, Birikik cũng không giấu chuyện Sarah đến. Selim mặc quần áo xong thì lập tức đuổi theo cô. Sớm muộn gì cậu cũng biết ai hợp với cậu nhất. Rất nhanh Selim đã đuổi kịp Sarah. Anh nói rõ với cô về bệnh của mình còn nói đã rất lâu rồi mình chưa như vậy. Sarah hỏi là vì em nên anh mới phát bệnh sao thì anh bảo không hoàn toàn tại cô mà còn do Burak. Thì ra Burak thấy người con gái mình thích và bạn thân ở bên nhau nên sinh ra hận Selim. Cho nên anh ta đã lén tới phòng hiệu trưởng sửa điểm của Selim xuống dưới trung bình. Sau khi hiệu trưởng phát hiện ra qua camera thì nói với Selim. Thế là anh và Burak đánh nhau một trận. Bị bạn thân phản bội, lại nghĩ Sarah giống bố mình không hề yêu mình. Hai chuyện đó khiến anh phát bệnh trở lại. Sarah hỏi giờ cô nên làm gì thì anh bảo anh không muốn làm tổn thương cô nữa. Cho nên anh sẽ tiếp tục chữa trị, trước khi chữa khỏi anh sẽ tạm thời rời xa cô. Sarah không muốn phục tùng Selim giống như Birikik. Cô muốn dùng hành động thay đổi anh, chữa lành cho anh. Đây mới chính là cách tốt nhất dành cho anh. Sau khi hai người tạm biệt thì Selim gặp Burak. Anh ta đến để xin lỗi chuyện sửa điểm. Nhưng Selim lại không định tha thứ cho anh ta. Bởi Burak không chỉ phản bội anh mà còn cố ý để Sarah thấy mặt tồi tệ nhất của anh. Anh cảnh cáo Burak cách xa Sarah chút nếu không sẽ không khách sáo với anh ta. Sau khi bà nội trở về thì hỏi đến chuyện mẹ của Sarah. Ông Ihsan biết không giấu được nữa nên nói đó chính là mối tình đầu của mình. Hiệu trưởng vô cùng ngạc nhiên. Vậy là sau nhiều năm thì con trai bố và con gái bà ấy lại yêu nhau. Cuộc trò chuyện của họ cũng bị Asena nghe thấy. Người phụ nữ đang mang thai thì bị người chồng giàu có đuổi ra ngoài. Cô ta lén tới tìm mẹ chồng, lấy đứa trẻ trong bụng ra uy hiếp bà cho cô ta khách sạn của bà nếu không sẽ không ly hôn. Mẹ chồng chỉ khẽ cười. Sau đó cô ta vờ như không có chuyện gì cùng chồng đi khám thai. Khám thai xong cô ta lấy lý do con đói để bắt chồng đưa tới nhà hàng. Không ngờ đến nhà hàng họ lại gặp mối tình đầu của ông Ihsan. Asena hôn ông một cái trước mặt bà rồi còn nhìn bà một cách khiêu khích. Vẻ mặt bà ít yêu rất khó coi. Ông Ihsan lập tức tìm cớ đưa vợ đi về. Sau đó ông đỗ xe ở trước một ngân hàng. Ông bảo Asena rằng mình biết cô ta có một tài khoản trong ngân hàng này, bắt cô ta nhanh đi rút hết tiền trả lại mình. Không ngờ cô ta đi ra khỏi ngân hàng thì lại gặp cướp.
sau khi trở về nhà cô ta tỏ ra buồn bã, bảo tiền của mình đã bị cướp hết cả rồi. Ông Isan an ủi bà ta chỉ cần đứa trẻ không sao là được, tiền chỉ là vật ngoài thân. Lúc này Asena suýt chút bật cười, thì ra trong chiếc túi bị cướp chỉ có tiền mặt còn trang sức đắt tiền cô ta đã giấu hết ở nhà. Cô ta lập tức đem hết trang sức về nhà mẹ đẻ, mẹ cô ta thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cô ta lại nói đây chưa là gì, không bằng một gốc tài sản mình sắp nhận được. Cô ta không hề biết rằng mình sắp rơi vào cái bẫy của mẹ chồng. Nếu cho cô khách sạn dễ dàng như vậy thì tôi đã không phải là tôi rồi. Buổi tối bà triệu tập cuộc họp gia đình, ngoài khách sạn New Crown, tất cả khách sạn khách sẽ do Selim và chị gái cùng quản ký. Chị gái rất tò mò tại sao lại không có khách sạn New Crown. Bà nội không nói ra sự thật, chỉ bảo khách sạn đó sắp được công ty nước ngoài thu mua. Người làm nghe thấy cuộc trò chuyện của họ rồi lập tức đi báo tin cho Asena. Asena nghe vậy thì cười vô cùng đắc ý, xem ra khách sạn sẽ là của cô ta rồi. Người làm lại kể hết biểu cảm của Asena cho bà nội. Thì ra tất cả là do bà sắp xếp. Bà muốn để Asena tin rằng bà sắp chuyển khách sạn cho cô ta, khiến cô ta giảm bớt cảnh giác, để tránh bà nội hối hận. Asena nhanh chóng bảo luật sự chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng khách sạn. Bà nội không hề do dự mà ký tên, Asena cũng vui vẻ ký tên vào đơn ly hôn. Đối với cô ta mà nói chồng giàu có không bằng mình giàu có. Bây giờ cô ta có khách sạn của riêng mình không cần phải dây dưa với ông Isan nữa. Nhưng khi cô ta kiêu ngạo tới khách sạn thì giám đốc lại nói khách sạn phá sản rồi bởi vì cổ đông lớn nhất đã rút vốn. Bây giờ khách sạn kinh doanh để trả nợ, hơn nữa trước khi trả hết nợ sẽ không ai thu mua khách sạn này. Lúc này Asena mới biết mình bị bà nội lừa. Bực thật đó. Cô ta tức giận đến tìm bà nội chất vấn thì ông Isan lại nói không ai ép cô ký vào thỏa thuận cả. Chỉ có cô sợ chúng tôi hối hận nên mới không thèm nhìn mà ký vào thôi. Cô ta tức giận rời đi nhưng lúc đến cầu thang thì gặp chị Selim. Cô ta đẩy chị Selim ra thì không may trượt chân ngã xuống dưới cầu thang. Cô ta đau khổ nói con mất rồi sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu chị Selim. Cô ta ấm ức nói với ông Isan rằng chính con gái ông đẩy mình xuống dưới. Vì chuyện này chị Selim thấy vô cùng tội lỗi. Bởi cô và hiệu trưởng mãi vẫn chưa có con, cô biết có con không dễ dàng. Nhưng Selim lại nói có thể tất cả đều là kế hoạch của mẹ kế. Có thể cô ta không hề có thai nên mới tìm cách đổ hết tội cho chị anh. Sự thật chứng minh rằng Selim nói đúng. Asena lòng đầy thù hận quyết định báo thù. Cô ta đến tìm Sarah nói bố bạn trai cô chính là tình đầu của mẹ cô. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, bố của bạn trai vậy mà lại là người yêu cũ của mẹ. Sarah hỏi mẹ sao chưa từng nghe mẹ nói chuyện này. Mẹ cô nói sợ quan hệ của họ sẽ tạo áp lực cho Selim và cô. Sau đó bà bảo bà và ông Isan yêu nhau từ hồi đi học. Khi sắp kết hôn thì bố ông Isan ép ông ra nước ngoài học. Hai người cứ thế bỏ lỡ nhau. Sarah nghe xong cuối cùng cũng hiểu, thậm chí còn thấy tiếc cho mẹ. Cô bảo bố Selim đã ly hôn rồi, nếu bà còn tiếc thương đoạn tình cảm đó thì hãy dũng cảm theo đuổi, giống như bà nói với cô chưa đến cuối cùng thì chưa được bỏ cuộc. Nhưng bà lại khéo léo từ chối. Tối đó Selim đến tìm cô. Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện bố anh và mẹ mình cho anh nghe. Nhưng đúng lúc này Selim lại nhận được điện thoại báo bố anh bị cảnh sát đưa đi rồi, sau đó anh lập tức rời đi. Thì ra có người báo cảnh sát công ty ông Isan có hành vi phạm pháp, cảnh sát đã đưa ông về đồn điều tra. Sarah nói chuyện này cho mẹ. Bà tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng không nhịn được lo lắng cho ông, hơn thế nữa là lo cho tim của bà nội có thể chịu đựng nổi không. May mà ngay sau đó hiệu trưởng nhận được tin ông Isan không sao, cuối cùng bà nội cũng yên tâm được. Hôm sau khi ăn sáng, Asena đến bàn ăn thì không thấy phần ăn chuẩn bị cho mình. Ông Isan nói chúng ta đã ly hôn rồi, cô mau đi đi, đừng bám giết ở đây nữa. Cô ta lập tức oán trách con gái ông hại tôi mất con, giờ ông lại bảo tôi đi, ông còn lương tâm không hả? Lúc này bà nội lên tiếng. Bà nói mình nghĩ đến chuyện cô ta mất con tâm trạng không tốt nên không nhắc đến chuyện này, nhưng giờ cô ta nhắc trước thì bà nhất định phải nói. Chị Selim tiếp lời nói họ đã đến bệnh viện, bác sĩ nói Asena đã mất con từ mấy tuần trước, cho nên cô ta vẫn luôn giả mang thai để lừa họ. Bà nội bảo cô ta đi đóng phim chắc chắn sẽ nhận được giải Oscar. Ông Isan vô cùng tức giận, bắt Asena rời khỏi đây ngay lập tức nếu không đừng trách mình không khách sáo. Asena oán hận nhìn mọi người nhưng lời nói dối bị vạch trần, cô ta không thể tiếp tục ở đây nữa. Lúc này, mẹ Sarah vẫn đang đi tới đi lui trong nhà. Sarah biết mẹ lo cho ông Isan nên cổ vũ bà gọi điện cho ông hỏi thử xem. Ngoài miệng bà nói không có gì nhưng vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho ông. Bà nói mình rất lo cho ông cũng bày tỏ suy nghĩ của mình. Ông đã bỏ lỡ một lần rồi, ông không muốn bỏ lỡ lần thứ hai nữa. Ông muốn hẹn gặp bà để bày tỏ tình cảm của mình. Bà cũng vui vẻ đồng ý, hai trái tim từng lạc lối cuối cùng cũng trở lại bên nhau. Asena cũng nghe được lời ông Isan nói. Cô ta đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ Sarah. Sau đó cô ta đến tìm bà nói bà khiến cô ta mất hết tất cả, cô ta cũng sẽ không để bà yên. Khi cô ta đi về thì gặp Birak. Bởi vì không có đủ tiền ở khách sạn nên anh ta phải nhờ Sarah giúp tìm một căn phòng rẻ ở khu này. Anh ta rất tò mò tại sao Asena lại ở đây, cô ta liền thêm mắm dặm muối kể chuyện của mẹ Sarah và bố Selim. Sau đó cô ta lại đi đến trước mặt Sarah nói chuyện của mẹ cô và bố Selim. Selim trở về hỏi bố sao lại giấu mình thì ông cũng nói giống như mẹ Sarah. Nghe hết câu chuyện của bố, anh cũng lựa chọn như Sarah, anh cổ vũ ông phải dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Bên này, vợ cũ của hiệu trưởng tìm đến. Cô ấy nói sau khi họ ly hôn, cô ấy mới phát hiện mình mang thai. Ban đầu cô định một mình nuôi con gái, nhưng con gái vẫn luôn muốn tìm bố, thế là cô đưa cô bé đến đây. Hiệu trưởng không dám tin cô bé đáng yêu này chính là con gái mình. Anh nói với vợ cũ mình sẽ đi làm xét nghiệm huyết thống, trước khi có kết quả anh sẽ không quyết định gì cả. Sau đó, khi cả nhà đang ăn cơm, hiệu trưởng có vẻ không tập trung. Đúng lúc này anh nhận được điện thoại của bệnh viện, đó chính là con gái anh. Anh không biết nên giải thích với vợ như thế nào. Nhưng chuyện này lại vô tình bị bà nội nghe thấy. Sau đó Selim và Sarah đến bên bờ biển. Selim xin lỗi cô vì chuyện của cha mình tối qua, anh không thể trải qua lễ tình nhân với cô. Sarah lại bảo quan trọng là hai người thực sự yêu nhau, không nhất thiết phải bày tỏ tình cảm trong một ngày nhất định nào đó, đối với họ ngày nào cũng là ngày lễ. Sau đó Selim bảo cô đợi chút, mình đi có việc sẽ về ngay. Sarah khẽ nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì không biết Selim đã lấy đâu được rất nhiều bóng bay. Em yêu, lễ tình nhân vui vẻ. Anh mới đi 2 phút, lấy đâu ra lắm bóng bay thế? Đây là quà anh chuẩn bị cho em. Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau. Bóng bay trong tay không giữ chặt bay lên trời, nhưng mặt hai người lại hiện lên nụ cười hạnh phúc. Bóng bay càng bay cao, tình yêu của họ càng nồng đượm. Selim khẽ vén tóc người yêu. Cuối cùng Sarah cũng nói ra câu anh đã chờ đợi từ lâu. Em yêu anh. Lúc này, bà nội cũng biết chuyện con gái của hiệu trưởng, nhưng bà không tức giận mà còn rất ủng hộ anh ấy đón con gái về nhà. Bà bảo anh nói chuyện này với vợ, bà tin rằng cháu bà sẽ tán thành cách làm này. Nhưng khi hiệu trưởng nói chuyện này với vợ thì cô ấy lại tỏ ra kháng cự và bất an. Sau đó, bà nội đưa Selim cùng đến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của khách sạn New Crown. Asena định đuổi họ ra ngoài thì giám đốc nói khách sạn nợ bà nội hàng triệu đô la Mỹ, giờ bà đến đòi lại. Lúc này cô ta mới thấy cái bẫy bà nội đặt cho mình sâu thế nào. Selim bảo cô ta một là trả khách sạn lại cho họ, hai là ôm nợ vào tù ngồi, quyền lựa chọn là của cô ta. Cuối cùng Asena từ quý bà giàu có trở thành dân thường. Hiệu trưởng đưa con gái về nhà, mọi người đều vô cùng chào đón cô bé. Xin chào cháu gái xinh đẹp, cháu xinh quá đi, cháu là thiên sứ sao, chào mừng cháu yêu, chào mừng cháu. Nhưng chị Selim vẫn tỏ ra lúng túng bởi cô ấy không biết mình có thể trở thành một người mẹ tốt không. Tuy vậy vẫn có thể chắc chắn cô ấy sẽ dành hết tình yêu cho cô bé, trở thành một người mẹ tốt. Hôm sau Selim đến nhà đón Sarah. Đúng lúc này anh thấy Burak đi qua. Burak nói chuyện Asena nói cho anh ta biết cho Selim nghe. Anh ta bảo Selim cẩn thận, đừng để cô ta làm ra hành động gì điên rồ. Selim bảo ơn Burak đã nhắc nhở mình, quan hệ của hai người lại tốt đẹp như xưa. Burak cũng hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Sarah. Người cùng buông bỏ với anh ta còn có Birikit. Họ dường như nhìn thấy hình ảnh mình trên người đối phương. Hai người thu hút lẫn nhau, cuối cùng Burak và Birikit đến với nhau, nhìn thế nào cũng thấy hai người rất hợp nhau. Sau đó Selim đưa Sarah đến quán cà phê lần đầu tiên chia sẻ bí mật, nhưng quán đã đóng cửa rồi. Anh bảo có thể quán có chuyện gì đó nên anh đi vào xem trước. Nhưng mãi mà Selim không đi ra, Sarah lo lắng đi vào tìm anh. Nhưng đúng lúc này đèn xung quanh bỗng bật sáng. Sarah từ từ đi vào bên trong, còn Selim đã đứng đó đợi cô. Sarah chậm chậm đi về phía anh. Anh lấy hoa tươi đã chuẩn bị từ trước ra tặng cô, khiến cô vô cùng cảm động. Sau đó, dưới ánh nến ấm áp, hai người nói về những điều đã trải qua. Nghĩ lại thì dường như họ vẫn luôn loay hoay giữa cãi vã và hòa hợp. Đã nhiều lần muốn buông tay nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn nắm chặt tay nhau. Bởi có một điều họ luôn tin tưởng, đó chính là hai người đều rất yêu nhau. Lúc này, bỗng nhiên Selim cầu hôn cô. Em đồng ý lấy anh không? Nhưng Sarah mãi vẫn chưa trả lời bởi cô không hề chuẩn bị tâm lý trước. Anh tủi thân nói mình chỉ là không muốn đánh mất cô không đồng ý cũng không sao. Sarah liền ngắt lời anh. Em đồng ý lấy anh. Anh yêu em. Bộ phim Son Jae-in đến đây là kết thúc.